Xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu của kênh Góc Truyện Audio. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, mình tiếp tục gửi đến cho các bạn một câu chuyện ngôn tình mới. Nội dung của câu chuyện có gì hay và hấp dẫn? Ngay sau đây, mời các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc của mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên like và chia sẻ video chuyện để ủng hộ cho ban biên tập của kênh Góc Truyện Audio. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tôi tên là An Yên, một cái tên mà ai nghe thấy cũng nói với tôi là tên cháu đẹp và nghe bình yên lắm. Thế nhưng cuộc sống của tôi lại không được bình yên như mọi người vẫn nghĩ. Bố tôi mất khi tôi mới lên 10 tuổi. Tôi sống cùng mẹ ở nhà ông bà ngoại. Trước bố tôi còn sống, nhà tôi cũng khá giả lắm. Bố tôi làm chủ thầu xây dựng, mẹ tôi ở nhà nội trợ thôi. Nhưng không may một lần, bố tôi làm công trình trên thành phố. Do lỗi kỹ thuật nên giàn giáo bị sập, khiến cho 4 người thợ bị rơi từ trên cao xuống đất và tử vong. Sau tai nạn thương tâm đó, bố tôi đã đưa hai mẹ con tôi về nhà ông bà nội. Và chúng tôi sinh sống ở đó, để bố tôi bán nhà rồi đền tiền cho gia đình những người thợ xấu số kia. Mọi việc đã êm xuôi, gia đình các nạn nhân đã nhận tiền và hứa không kiện bố tôi nữa. Nhưng từ lúc đó, bố tôi bắt đầu suy sụp tinh thần. Ông vốn là người hay nghĩ, nên sau cái chết của 4 người thợ, ông thấy rất đau lòng. Và cuối cùng, ông quyết định bỏ nghề, không làm thầu xây dựng nữa. Trong thời gian bố tôi nghỉ việc ở nhà, mẹ tôi ở chung với bố mẹ chồng bị nhiều áp lực, cộng thêm việc bố tôi không kiếm ra tiền, nên cuộc sống gia đình chật vật. Mẹ tôi chỉ trích bố tôi nhiều lắm. Tôi còn nhớ ngày đó, cứ chiều nào tôi đi học về tới cổng là tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ tôi cãi nhau ở trong nhà rồi. Có lúc bố mẹ tôi cãi nhau to lắm, tôi sợ chạy vào chỗ ông bà nội thì bà nội nhìn tôi thở dài. Một lũ ăn hại, chả được cái tích sự gì. Tôi nghe tôi hiểu ý của bà nên tôi lặng lẽ đi ra cổng ngồi chờ. Tới lúc bố mẹ tôi hết cãi nhau thì tôi mới đi về. Cuộc sống mệt mỏi của bố tôi chỉ kéo dài thêm một tháng nữa thì bố tôi bị tai nạn và qua đời, để tôi và mẹ bơ vơ trên cõi đời này. Khi bố tôi mất rồi, mẹ tôi khóc nhiều lắm, bà ân hận lắm, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Các bác sợ mẹ con tôi ở nhà bà nội sẽ tranh giành đất đai với các bác, nên các bác tìm cách vu khống cho mẹ con tôi, để ông bà nội ghét và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi uất ức lắm, bà đưa tôi về nhà bà ngoại tôi sống. Nhưng cái nghèo khó cứ bủa vây mẹ con tôi mãi. Đúng như người ta vẫn có câu, khi mình bần hàn cơ cực thì người khinh mình lại chính là những người thân của mình. Vì mẹ tôi nghèo, phải về ở nhờ nhà ngoại, nên các bác các chú khinh thường mẹ con tôi nhiều lắm. Cũng chính vì lý do đó mà mẹ tôi bắt đầu thay đổi cách sống. Bà sống trầm tính và ít nói hơn, cả ngày làm việc quần quật từ sáng tới tối mịt mới về. Mục đích để bà cố gắng chính là tôi. Bà muốn tôi tốt nghiệp đại học rồi kiếm được một công việc đàng hoàng tử tế để thoát khỏi cảnh nghèo túng này. Nhưng thời gian bà làm việc quá nhiều, thành ra bà không có thời gian để quan tâm tới tôi nữa. Nhiều lúc tôi muốn tâm sự chuyện con gái với mẹ, nhưng mẹ cũng không có thời gian. Mẹ đi làm cả ngày, tối về ăn cơm tắm giặt xong là mẹ lăn ra ngủ rồi. Cứ thấy tôi gọi, mẹ ơi, là mẹ lại nói, con cần tiền đóng học hả, chờ mẹ lấy cho. Nhiều lúc tôi muốn tâm sự và hỏi ý kiến của mẹ, nhưng mẹ lại tưởng tôi xin tiền đóng học. Thấy mẹ vất vả cả ngày, nên tối tôi cũng không đành lòng làm phiền giấc ngủ của mẹ. Tôi biết mẹ vất vả để nuôi tôi ăn học, nên tôi luôn cố gắng học tập và luôn đạt kết quả tốt. Mãi cho tới năm cuối cùng để tốt nghiệp đại học, tôi mới gặp một biến cố lớn trong cuộc đời của mình. Tôi và Quang, bạn học cùng lớp của tôi, có nảy sinh tình cảm yêu đương. Quang là người tỉnh lẻ lên đây để trọ, để đi học. Cậu ấy học giỏi và rất tâm lý, và cậu ấy luôn là người đồng hành cùng tôi, quan tâm chăm sóc tôi từng điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ tôi lại bận suốt ngày, nên mỗi lần đi học về, tôi lại tạt vào nhà trọ của Quang chơi. Quang nấu cơm cho tôi ăn
rồi đưa tôi đi chơi cả buổi chiều. Mẹ tôi cứ nghĩ là tôi đi học thêm nên bà cũng không bận lắm, bà thả tôi tự do quá. Dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi và Quang đã ăn nằm với nhau như vợ chồng. Mặc dù sau mỗi lần quan hệ tôi có uống thuốc tránh tai cấp tốc, thế nhưng sau nửa năm yêu nhau tôi đã phát hiện mình có thai. Cả tôi và Quang đều sốc lắm. Hai đứa dự tính chờ tới lúc chúng tôi ra trường xin được việc làm ổn định rồi mới cưới. Mà giờ tôi lại có thai. Quang bảo tôi đi phá thai, nhưng mà tôi sợ lắm. Với lại tôi không muốn bỏ con, nên tôi cứ chần chừ mãi. Tôi tính giấu mẹ tôi, vì tính tháng thì tới lúc tôi sinh con thì tôi cũng thi tốt nghiệp xong rồi. Tôi mua áo rộng mặc và tránh gặp mặt mọi người hơn. Rồi tôi thuyết phục Quang đồng ý để tôi giữ lại đứa con. Dần dần anh cũng đồng ý. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi bị mẹ phát hiện khi đang mang thai tháng thứ 5. Lúc đó tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Buổi tối hôm đó tôi đang ngủ thì mẹ vào tóc áo của tôi lên, khiến tôi giật mình. Mẹ làm gì thế hả? Mày có thai đúng không? Tôi liền chụp lấy cái gối che vào bụng. Đâu có, mẹ vớ vẩn thật đấy. Mày thôi đi, dạo này tao bận nên không để mắt tới mày được, nên mày qua mặt tao đúng không? Bố nó là ai? Tôi biết là không thể giấu mẹ được nữa, nên tôi vội vàng quỳ xuống ôm chân mẹ. Mẹ, con xin mẹ, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Mẹ tôi giơ tay tát cho tôi hai phát trời giáng, khiến cho tôi ngã ngửa về phía sau. Hai má hẳn đỏ phết tay mẹ. Tôi đau lắm, nhưng không dám khóc, vì tôi biết bây giờ chỉ cần thấy tôi rơi một giọt nước mắt nào là cả hàng tiền đạo của tôi bay luôn. Nên tôi ngồi im, không dám hé nửa lời. Mẹ ngồi nghĩ một lúc rồi hỏi, mấy tháng rồi? Tôi lý nhí trả lời, dạ 5 tháng. Mẹ tôi trợn trừng mắt lên, cái gì 5 tháng? Tôi cúi gằm mặt xuống, dạ. Mẹ tôi nuốt cơn tức vào trong, bà bình tĩnh hỏi tôi, bố nó là ai? Dạ, là bạn học cùng lớp. Rồi tính sao? Dạ, chúng con tính thi tốt nghiệp xong sẽ cưới ạ. Ôi, thi tốt nghiệp xong cưới, việc làm không có, ở nhà cạp đất mà ăn à? Rồi lấy gì mà nuôi con? Chờ con sinh con xong, rồi em bé cứng cáp, con đi kiếm việc làm mẹ. Con tin là chúng con cùng đồng lòng thì không có gì phải lo lắng cả mẹ. Mẹ tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, sắp thi tốt nghiệp chưa? Dạ, đầu tháng sau ạ. Thế có ai biết con có thai chưa? Dạ chưa, đi học con nén bụng nên chưa bị lộ mẹ. Mẹ tôi liền nói, vậy con cứ nén bụng đi, thi tốt nghiệp xong rồi bảo thằng đó tới đây gặp mẹ bàn chuyện. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Mẹ tôi nói vậy có nghĩa là mẹ tôi đồng ý rồi. Tôi mừng quính lên, mẹ, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ, con thương mẹ nhất trên đời. Mẹ là người mẹ tuyệt vời của con, mẹ à. Mẹ tôi cười nhẹ, ừ thì con dại cái mang, giờ đã như vậy rồi thì mẹ theo ý của con, không sau này lại trách móc mẹ. Con cứ yên tâm nhé, mẹ sẽ luôn ở bên và che chở cho con gái của mẹ. Tôi âm trầm lấy mẹ, hôn má mẹ chụt chụt, cảm giác hạnh phúc khó tả vô cùng. Tôi sẽ gọi điện báo tin cho Quang, chắc anh sẽ mừng lắm. Vậy mà mấy tháng nay, hai đứa cứ thấp thỏm lo sợ mẹ tôi sẽ không đồng ý. Thế mà mẹ lại đồng ý và ủng hộ chúng tôi. Tôi thấy bất ngờ và hạnh phúc lắm. Trước mặt tôi, mẹ tôi tử tế chăm sóc tôi, nhưng đằng sau mẹ bắt đầu tìm hiểu về Quang. Rồi mẹ tôi đến tận nhà trọ của Quang. Hôm đó, Quang vừa đi học thêm về thì mẹ tôi đứng chờ ở cổng khu trọ. Vừa thấy Quang, mẹ tôi vẫy vẫy. Quang cúi đầu chào. Con chào cô ạ, cô tới tìm con có việc gì không ạ? Cô có việc đi ngang qua đây, tiện thể vào thăm con rể tương lai của cô. Sống có tốt không thôi mà, chúng ta ra quán cà phê ngồi một lát được chứ? Dạ vâng ạ. Ở quán cà phê, Quang ngồi im, hai tay anh đan vào nhau. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt của mẹ người yêu. Cảm giác lo lắng khiến anh thấy hơi căng thẳng. Hình như cô Nguyệt có chuyện gì muốn nói với con đúng không ạ? Cô Nguyệt vẻ mặt rất bình thản. Cô nghe An Yên nói thi tốt nghiệp xong rồi hai đứa cưới hả? Quang gật đầu. Dạ, phải cưới nhanh vì bụng An Yên cũng to rồi cô ạ. Thế bố mẹ cháu làm gì? Nhà cháu ở chỗ nào của Thanh Hóa vậy? Dạ, bố mẹ con làm ruộng,
Nhà con ở xã Quảng Tâm à? Cô đã về đó bao giờ chưa ạ? Cô Nguyệt bật cười. Cả hai đứa đều nghèo hèn giống nhau, lấy nhau về làm gì để nuôi con? Dạ, chờ thi tốt nghiệp xong, con sẽ đi làm để lo cho hai mẹ con an yên ạ. Đi làm thuê ở đây, được bao nhiêu tiền mà cậu tính nuôi được mẹ con nó? Lấy vợ rồi, để vợ con nghèo khổ theo mình, cậu có thấy bản thân mình vô dụng không? À còn nữa, bao giờ cưới thì xưng con nhé. Giờ cứ cô cháu cho thoải mái cháu nhé. Dạ cháu hiểu ạ. Cháu và An Yên đang tính là cưới xong, vợ chồng cháu sẽ ở cùng với cô cho đỡ tiền trọ. Với lại cháu cũng muốn có cô chăm mẹ con cô ấy giúp cháu, vì cháu đi làm cả ngày mà để hai mẹ con cô ấy ở nhà trọ một mình, cháu không yên tâm ạ. Đừng có tính trước mà bước không qua cháu nhé. Thế mẹ cháu đâu? Không trông cháu mà phải gửi cô trông thế. Dạ, mẹ cháu ôm đau liên miên. Cháu sợ mẹ cháu không trông được ạ. Thế cháu nghĩ cô khỏe như vậy cơ à? Cháu xót mẹ cháu, nên cháu tính để cho mẹ con nó cho cô chăm luôn à? Giờ thì cô đã hiểu tại sao người dân ở đây lại ghét người Thanh Hóa như vậy rồi. Sống quá thực dụng. Quang sầm mặt lại, anh khá sốc khi nghe những lời nói cay đắng của mẹ vợ tương lai. Những gì mà An Yên vẫn thường hay kể về người mẹ vĩ đại của cô ấy lại khác hoàn toàn với những gì anh chứng kiến. Anh thầm nghĩ, phải chăng An Yên nói dối mình? Mẹ cô ấy không hề dễ tính như lời cô ấy nói. Nguyệt thở dài. Thôi thì con dại cái mang, cứ mặc cho số phận quyết định. Như vậy đi. Quang thấy khó hiểu khi nghe cô Nguyệt nói vậy. Vừa mới hôm trước, An Yên gọi điện khoe là mẹ đã đồng ý rồi. Vậy mà hôm nay, anh lại nghe chính miệng cô Nguyệt nói như vậy. Anh thấy hoang mang lắm. Chưa biết phải nói thế nào thì cô Nguyệt nhìn anh cười. Mấy khi cô cháu mình có cơ hội gặp nhau nên cô muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện có thật. Quang ngập ngừng. Cô kể đi ạ. Cô Nguyệt bắt đầu kể với cái giọng cực kỳ buồn. Cháu đừng bao giờ có suy nghĩ ở nhờ nhà ngoại nhé. An Yên có kể cho cháu nghe tuổi thơ cơ cực của nó cho cháu nghe không? Vì phải ở nhờ nhà ngoại mà cuộc sống của cô và nó khổ nhục trăm bề đó cháu ạ. À. Cháu đã nghe câu, khi mình nghèo, những người khinh thường mình luôn là những người thân bên cạnh mình chưa, hả cháu? Quang ngồi im, người bắt đầu run run. Cháu chưa nghe An kể bao giờ ạ? À? Cô là mẹ nó, nên cô biết tính nó mà. Nó hiền và sống cam chịu lắm. Suốt bao nhiêu năm, bị ông bà ngoại và các chú các bác ghẻ lạnh coi thường. Nghĩ mà rơi nước mắt, tất cả là do cái nghèo túng cháu ạ. Nói đến đây, nước mắt cô Nguyệt chảy ra, cô sụt sùi kể tiếp. Bố nó chết cũng rất lâu rồi, từ hồi con bé còn nhỏ lắm, mà cháu biết lý do bố nó chết là vì sao không? Quang ấp úng. Cháu không ạ. Cô Nguyệt lại thở dài mệt mỏi. Bố nó là người sống tình cảm, lại hay suy nghĩ cho người khác, giống như cháu vậy. Nhưng mà vì nghèo khó nên bị bố mẹ anh em họ hàng coi thường. Vì khó sống quá nên gia đình cô đã đi về nhà ngoại của cô sống. Nhưng cuộc sống vẫn không khá lên được, rồi lại bị nhà vợ khinh rẻ, nên bố nó chán đời rồi tuyệt vọng quá, đã tìm đến cái chết đấy. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, nhưng chỉ riêng cô mới hiểu được nguyên do thôi. Từ đó trở đi, cô căm ghét cái nghèo. Quang thấy lạnh hết cả gáy. Nghèo cũng là một cái tội sao? Anh ngồi im không dám nhúc nhích. Cô Nguyệt buồn bã, nước mắt lưng tròng. Cô sợ lắm. Cô sợ con gái cô sau này cũng nghèo túng giống như mẹ nó vậy. Cả đời vất vả mà vẫn bị người ta coi thường. Cháu bảo cô phải làm sao đây? Cháu có sợ một ngày nào đó cháu cũng giống như là bố của An Yên không? Còn cô thì cô sợ lắm cháu ạ. Quang cúi mặt xuống khẽ nói. Cháu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế. Cháu không nghĩ An Yên đã từng khổ sở như vậy đâu cô ạ. À. Không phải là đã từng đâu cháu ạ. À, mà bây giờ vẫn vậy. Mọi người vẫn khinh rẻ coi thường mẹ con cô như thế. Nghèo túng thì cả đời không ngóc đầu lên được. Nếu cháu muốn thử cái cảm giác bị mọi người khinh rẻ, thì cháu và An Yên làm đám cưới đi. Quang ngồi im, nghe cô Nguyệt than thở kể nghèo kể khổ. Và tất nhiên là cô thêm bớt khá nhiều tình tiết vào để câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Quang ngồi nghe cô kể mà mồ hôi vã ra, chân tay run lẩy bẩy.
Sau 3 tiếng ngồi nghe cô Nguyệt kể về chuyện nghèo túng thì Quang cũng được cô tha cho về nhà. Quang về nhà nằm suy nghĩ nhiều lắm, và từ lúc đó anh không còn thấy vui nữa. Từ hôm gặp mẹ tôi về, Quang lạnh lạnh với tôi hẳn. Cuộc gọi và tin nhắn của anh cũng thưa dần. Tôi thấy buồn buồn, nhưng tôi nghĩ chắc là do bận ôn thi nên anh ấy bận bịu. Chờ tới lúc hai đứa thi xong, tha hồ mà ở bên nhau. Và ông trời đã thương xót cho mẹ con tôi. Tôi đã thi tốt nghiệp xong và làm được hết cả đề thi. Lần này chắc chắn tôi sẽ đạt điểm cao, vì tôi tính lại không thấy sai câu nào cả. Cả Quang cũng vậy, anh làm rất tốt. Thi xong, tôi rủ anh về nhà tôi ăn cơm với mẹ con tôi thì anh từ chối. Anh nói anh phải về quê ngoay. Tôi đưa anh ra bến xe, còn ân cần dặn dò anh về nói chuyện với bố mẹ chuyện của chúng mình. Để bố mẹ còn lên đây nói chuyện với mẹ em nhé. Quang khẽ gật đầu rồi đi thẳng. Không biết anh vội về làm gì mà không thấy dặn dò tôi như lúc trước. Tự dưng tôi thấy tủi thân ghê gớm. Dạo này bụng tôi bắt đầu lộ lùm lùm rồi. Cũng được 6 tháng rồi. Vậy là 3 tháng 10 ngày nữa là tôi được gặp con tôi rồi. Tôi nhìn mình trong gương và nói, mình phải gọi cho anh Quang, bảo anh ấy đưa bố mẹ anh ra nói chuyện cưới xin với mẹ mình thôi. Phải nhanh lên, không lại không kịp, mình đẻ đến nơi rồi ý. Mà anh ấy bận gì mà về quê 2 ngày rồi, cũng không gọi điện hay nhắn tin cho mình thế nhỉ. Tôi mở điện thoại ra và gọi cho Quang. Sao lại thuê bao? Tôi gọi cho Quang cả chục cuộc, không được. Không biết anh ấy có chuyện gì mà anh lại tắt máy như vậy. Anh lại ở quê xa tôi vậy thì tôi biết phải làm sao đây. Mẹ tôi đi làm về, bà mua cho tôi một hộp sữa bầu và nói, từ giờ con không cần phải giấu bụng nữa đâu. Bảo thằng Quang đưa bố mẹ lên nói chuyện cưới xin đi nhé. Vâng ạ, mẹ mua sữa bầu cho con đấy à? Giờ con phải ăn uống bồi bổ thêm vào, cho em bé đủ chất. Mẹ mua được cua to lắm, mẹ đi hấp cho con ăn nhé. Tôi cười hạnh phúc. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ tôi đi xuống bếp hấp cua rồi. Tôi lại tiếp tục gọi điện cho Quang, nhưng anh vẫn không mở máy. Lúc này thì tôi lo lắng thật sự, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Mẹ tôi bê cua lên, nhìn thấy tôi như vậy bà mừng thầm ở trong bụng. Thằng Quang đã biến mất, từ bây giờ con bé sẽ lo sợ và cầu cứu mình thôi. Mọi chuyện đang diễn biến theo đúng ý của mình. Mình phải thay đổi tình thế ngay trước khi quá muộn. Tôi thấy mẹ tôi vào, tôi vội lau nước mắt. Kìa con, sao con khóc thế? Nói mẹ nghe xem nào. Tôi òa khóc. Mẹ ơi, không biết có chuyện gì mà anh Quang tắt máy. Con gọi từ sáng tới giờ, vẫn thuê bao mẹ ạ. Mẹ tôi giả vờ ngạc nhiên. Ủa sao lại lạ thế nhỉ? Hay là nó thay số rồi hả con? Chắc không phải đâu mẹ. Nếu thay số thì anh phải gọi cho con chứ. Hôm nay là ngày thứ 3, anh ấy đã không liên lạc với con rồi mẹ. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng khẽ nói, hay là điện thoại nó bị hỏng rồi? Thế ngoài số của Quang, còn không có số của ai ở đó à? Không mẹ. Thế thì khó nhỉ. Thôi đừng khóc nữa, cứ chờ một hai hôm nữa xem thế nào con ạ. Có thể nó gặp chuyện trục trặc gì đó thôi. Mai kia nó gọi cho con thôi mà. Nhưng qua mấy ngày liên tiếp, tôi gọi Quang vẫn thuê bao. Lần này thì tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi quyết định đi về quê của Quang để xem tình hình thế nào. Tôi đeo ba lô rồi ra xin phép mẹ. Mẹ ơi! Thấy tôi đeo ba lô, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi, con đi đâu thế? Dạ, mẹ cho con đi về nhà anh Quang nhé. Mấy hôm nay con gọi cho anh ấy không được, con lo lắng quá mẹ à. Con đi về đó một mình hay là đi cùng với ai? Dạ, con đi một mình ạ. Mẹ tôi nhăn mặt, không được, sao mẹ có thể để con đi một mình được chứ? Hay để mẹ đi cùng con nhé, thế mẹ mới yên tâm được. Nhưng mà con sợ mẹ ngại đấy, tự dưng mẹ về nhà anh ấy, cùng con, mẹ có ngại không ạ? Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ không ngại, nếu nhà thằng Quang nó muốn trốn tránh thì mẹ càng phải về đó cùng với con, sao mẹ có thể để con đi một mình về đó được chứ? Tôi ôm lấy mẹ khóc. Mẹ ơi, con có linh cảm không hay mẹ, hình như sắp có chuyện không hay xảy ra với con rồi mẹ. Mẹ tôi ôm lấy tôi động viên, con cứ bình tĩnh đã, cứ từ từ đã, có thể thằng Quang nó bận thật đó, mẹ nghĩ nó không tệ như thế đâu con à. Thế con phải làm sao bây giờ hả mẹ?
Con chờ mẹ một lát, mẹ sẽ đi cùng con về Thanh Hóa để tìm thằng Quang. Con nín đi, không khóc nữa, nghe lời mẹ nghe không? Tự dưng, tôi thấy chả ai yêu thương tôi bằng mẹ tôi cả. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường đời. Hai mẹ con tôi đi xe khách hơn 3 tiếng thì về tới Quảng Tâm quê anh. Nhà anh cũng nghèo và đơn giản. Về tới cổng, tôi nhìn thấy mẹ anh Quang đang quét sân mà tôi mừng quính. Vì trước anh có đưa tôi về nhà anh chơi 2 lần rồi. Tôi liền gọi to: "Bác ơi bác!" Mẹ tôi thấy tôi vội vàng thì khẽ bảo: "Từ từ thôi con." Tôi đi vào sân cười hớn hở: "Gặp được bác con mừng quá ạ." Mẹ anh Quang ngẩng lên ngạc nhiên: "An Yên đấy à cháu?" "Dạ là cháu đây, còn đây là mẹ cháu ạ." "Chào bà, mời hai mẹ con vào nhà chơi." Mẹ tôi vào nhà, ngồi nói chuyện với mẹ anh Quang, còn tôi thì ngó nghiêng tìm kiếm. "Bác ơi, anh Quang có nhà không hả bác?" "Nó đi rồi mà." Tôi giật mình hỏi: "Anh ấy đi đâu vậy ạ? Sao không thấy anh ấy nói gì với cháu nhỉ?" "Nó vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn rồi." "Thế nó không nói gì với cháu à?" Tôi sững sờ ngồi phệt xuống. "Không bác ạ." "Thế anh ấy có nói bao giờ anh ấy về không ạ?" "Nó bảo đến Tết mới về cơ." "Vậy sao anh ấy không nói gì với cháu thế nhỉ? Cháu gọi cũng không được. Anh ấy thay số rồi hả bác?" "Chuyện đó thì bác cũng không biết. Từ hôm nó đi, đã thấy nó gọi về đâu." Tôi thấy buồn quá, nước mắt cứ chảy ra. Mẹ tôi mới hỏi mẹ anh Quang: "Thế thằng Quang không nói chuyện gì với bà ư? Nó cứ thế đi vào thành phố Hồ Chí Minh ư?" "Nó không nói gì. Với lại có bạn nó cùng đi nên tôi hỏi nó cũng không muốn nói gì đâu." Tôi trợn tròn mắt lên: "Anh ấy đi cùng bạn gái ư? Sao có thể chứ? Bác biết đâu được. Bác hỏi thì nó bảo là người yêu mới của nó. Nó bảo chia tay cháu rồi mà. Thế là hai đứa nó đi thôi." Tôi khóc nức nở. Tại sao Quang lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi gào lên: "Không, bác nói dối. Anh Quang không phải là người như thế đâu. Bác nói dối cháu đúng không? Bác nói dối cháu để làm gì chứ?" Tôi hét lên: "Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với cháu như vậy? Cháu đang mang." Mẹ tôi liền kéo tay tôi và xen ngang vào không cho tôi nói: "Kìa con đứng dậy đi, con đứng dậy đi." Rồi mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, ra hiệu cho tôi không được nói ra là tôi đang mang thai. Bà ôm tôi vào lòng và nói nhỏ vào tai tôi: "Nếu con không muốn bị người ta chửi là chửa hoang thì con phải im lặng và nghe lời mẹ, con hiểu chưa?" Tôi khóc nấc lên, tôi không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Tại sao Quang lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đang mang thai đứa con của anh ấy cơ mà. Sao anh ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con tôi như vậy chứ? Tôi gào khóc chán chê khản tiếng. Rồi mẹ tôi bắt taxi đưa tôi về nhà. Tôi vẫn khóc. Tôi khóc nhiều tới mức hai mắt tôi sưng húp và đỏ lừ luôn. Bây giờ nhức không chịu nổi nữa. Về tới nhà tôi nằm im trong phòng mẹ tôi, vào ngồi cạnh khẽ nói: "Mẹ gọi cho nó mãi mà không được con ạ. Giờ phải làm sao hả con?" "Con cũng không biết nữa." Mẹ tôi thở dài: "Con vừa mới ra trường, tương lai đang rộng mở, giờ lại thành ra thế này. Sao ông trời lại bất công vậy chứ? Thằng khốn nạn, sau này nó sẽ bị quả báo. Khốn nạn thật đấy." Tôi nghiến răng: "Khốn nạn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Cả đêm đó tôi không ngủ được, mẹ tôi cũng không ngủ được. Bà nằm trằn trọc cả đêm, rồi bà nói: "An Yên à, mẹ có một ý này, con xem có được không nhé." "Mẹ nói đi ạ." "Bây giờ mẹ sẽ thuê nhà trọ cho con ở phố bên kia, để con ở đó cho tới lúc sinh con cho mọi người đỡ bàn tán nhé." "Nhưng tới lúc con sinh con, người ta cũng biết thôi mà, sao giấu mãi được hả mẹ?" "Bây giờ mẹ sẽ giả mang thai, và tới lúc con sinh con thì mẹ sẽ nhận làm mẹ nó và nuôi nó thay con, để con đi xin việc làm và làm lại cuộc đời. Con thấy như thế có được không? Sẽ không ai biết và con sẽ không bị tai tiếng." "Mẹ giả mang thai ư? Con không bị tai tiếng thì mẹ sẽ bị mang tiếng đó. Đằng nào chả thế ạ?" Mẹ tôi cười: "Không sao đâu con, mẹ già rồi. Mang tiếng cũng đâu có sao. Nhưng con còn trẻ, lại mới ra trường, giờ mà bị mang tiếng là khó sống lắm. Mẹ sẽ thay con gồng gánh tất cả.
Khi con sinh con xong, mẹ nhận nó là con của mẹ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi con ạ. Tôi im lặng không nói gì. Đã đến nước này rồi thì mẹ tôi muốn làm gì thì làm, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi để mẹ tôi toàn quyền quyết định. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đi tìm và thuê nhà trọ cho tôi và dọn đồ của tôi đến đó. Mẹ cho tôi tiền để tôi ăn uống chi tiêu hàng ngày. Tối về, mẹ qua ngủ với tôi cho tôi đỡ buồn. Và cũng từ lúc đó, mẹ tôi mua quần áo bầu về mặc. Bà quấn khăn cho bụng to lùm lùm lên. Dáng đi của mẹ cũng bắt đầu nặng nề, y như là mẹ tôi có thai thật vậy. Mấy bà làm cùng mẹ tôi ngạc nhiên lắm. Bà Vân hỏi mẹ tôi: "Này Nguyệt, mày có chửa đấy à? Sao hồi nào tao không biết nhỉ?" Mẹ tôi giả vờ gãi đầu: "Em chửa hơn 6 tháng rồi ạ. Trước vì em sợ ngại mọi người bàn tán nên em nén bụng lại. Nhưng giờ bụng to rồi, nén lại khó thở lắm chị ạ. Nên em quyết định không nén bụng nữa. Cứ kệ cho mọi người biết luôn, mặc cho cuộc đời đến đâu thì đến chị ạ." Bà Vân nghe mẹ tôi nói lại thấy thương thương: "Thôi đừng có nén bụng mà tội đứa nhỏ. Tao thấy cái An Yên lớn rồi, mày cũng nên đi thêm bước nữa đi Nguyệt ạ. Nhìn mày lủi thủi một mình, tao thấy thương mày lắm. Thế bố đứa bé này là ai? Mày có định cưới không? Hay chỉ muốn có thêm đứa con thôi?" "Dạ, một người bạn cũ, nhưng họ đi nước ngoài rồi. Với lại em cũng chỉ muốn có thêm đứa con, cho cái An Yên có chị có em thôi chị ạ. Chứ em không đi thêm bước nữa đâu chị ạ." Kế hoạch của mẹ tôi đã thành công gần một nửa. Giờ bà chỉ chờ tới ngày tôi sinh con ra nữa là xong. Đứa bé trong bụng tôi sẽ là con của bà và tôi sẽ là chị nó. Bà chấp nhận mang tiếng để sau này tôi có một cuộc sống tốt đẹp như bao người khác. Nhưng cuộc đời của tôi sẽ rẽ sang một trang mới, và mẹ tôi là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Đợt này bụng tôi to rồi nên không đi đâu cả. Cả ngày tôi chỉ loanh quanh trong khu trọ, chờ tới chiều mẹ tôi đi làm về. Còn mẹ tôi thì từ lúc công khai bụng bầu ra thì mẹ tôi không phải bê vác nặng nữa. Bà được làm những công việc nhẹ nhàng và được nghỉ chế độ nhiều hơn. Mọi người lại thấy thương mẹ tôi nhiều hơn và lại trách người đàn ông tệ bà kia vì họ đã để cho mẹ tôi một mình. Nhưng thực tế thì làm gì có người đàn ông nào bỏ mẹ tôi đâu. Và cái bụng lùm lùm kia cũng là một cái bụng già. Mẹ tôi làm tạp vụ ở khách sạn lớn. Công việc của bà hàng ngày là lau dọn phòng khách ở tầng 1 của khách sạn. Ngày nào cũng lau nên phòng sạch tới mức có thể soi gương được. Mẹ tôi đang lau nhà thì bà Vân đi qua vào nói: "Nguyệt ơi, làm xong chưa?" "Dạ em xong rồi ạ. Chị bảo em gì thế hả?" "Tao hỏi xem mày xong chưa. Nếu chưa xong thì tao làm hộ mày cho xong. Vì quản lý bảo là dọn cho sớm, vì lát nữa có cậu chủ khách sạn về thăm đấy." "Thế à chị? Em vào làm ở đây mấy năm rồi mà chưa được nhìn mặt cậu chủ lần nào ấy." "Tao cũng thế, đã được nhìn mặt bao giờ đâu. Nghe nói cậu chủ đẹp trai và giàu có lắm, là một trong những danh sách tỷ phú của thế giới đó mày ạ." "Ôi giàu quá chị nhỉ, mà mới có 30 tuổi thôi. Đấy, con nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng. Còn con nhà tao thì không biết còn ăn hại đến bao giờ nữa. Chán." Mẹ tôi thoáng buồn khi nghe bà Vân nhắc tới con cái. Bà thở dài mệt mỏi: "Số bà cũng vất vả vì con. Sắp tới bà còn phải nuôi con cho nó nữa. Bà không làm thế thì tương lai con bà sẽ khổ. Để nó lấy chồng về Thanh Hóa lại nghèo xác nghèo dơ thì bà làm sao mà chấp nhận được. Chính vì thế mà bà mới đẩy nó tới hoàn cảnh như thế này." Buổi trưa ở khách sạn, bà hay chui vào phòng khách và nằm ngủ trong góc phòng cho mát. Trưa nay, cậu chủ và anh quản lý đi vào ngồi nói chuyện thì cậu chủ nhìn thấy chân của mẹ tôi thò ra. Cậu liền bảo quản lý: "Anh xem ai đang ngủ trong kia thế?" Anh quản lý lại ngó rồi nói: "À, cô Nguyệt làm tạp vụ ở đây ạ. Cô ấy đang có thai, chắc mệt nên vào đây nằm ạ." "Vậy sao? Thế thì cứ kệ cho cô ấy ngủ đi." "Vâng ạ." Mẹ tôi nằm thêm một lúc thì bà tỉnh, nhìn đồng hồ bà cuống lên: "Thôi chết rồi, mình ngủ quên rồi." Mẹ tôi bật dậy nhanh như chớp trước sự ngỡ ngàng của cậu chủ và anh quản lý. Chắc họ thấy một bà bụng to bật dậy nhanh như vậy nên họ thấy hơi lạ. Mẹ tôi giật mình đứng lùi lại: "Chào, chào hai cậu."
Cậu chủ đứng dậy tươi cười, chào cô. Mẹ tôi ấp úng: cô xin lỗi, tại nóng quá nên cô mới vào đây nằm nhờ một tí, lần sau cô sẽ không thế nữa đâu. Cậu chủ cười: không sao đâu, cô đang có thai sẽ nóng và rất mệt mỏi, cháu hiểu mà, cháu không trách cô đâu. Cô cảm ơn cháu nhiều nhé. Thôi cô ra ngoài làm việc đây. Mẹ tôi ra ngoài ngồi nghĩ: sao nó trẻ mà giàu thế nhỉ? Phải chi nó là con rể của mình thì hay biết mấy. Hay là mà không được đâu, bây giờ thì cái An Yên nhà mình đang mang thai mà. Chờ nó đẻ xong, mình sẽ tìm cách đưa nó vào đây làm, rồi tìm cách cho nó tiếp cận cậu chủ. Con bé mà thành vợ cậu chủ thì cuộc đời của con bé và mình sẽ một bước lên tiên, chấm dứt những tháng ngày nghèo khổ. Cậu chủ tên Hải là một người sống hòa đồng và tình cảm. Lần này anh ấy về đây sống để quản lý khách sạn thay ba anh. Và do quá bận nên Hải vẫn chưa có bạn gái. Năm nay anh 30 tuổi và là chủ của tập đoàn khách sạn lớn nhất thành phố này. Anh ấy chính là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Mẹ tôi nhìn thấy cậu Hải đang đi tới, bà liền giả vờ chóng mặt và đứng dựa vào cầu thang. Cậu Hải liền lại gần hỏi: cô có sao không? Hải đấy à? Cô hơi chóng mặt thôi, không sao đâu. Nhà cô ở đâu để cháu đưa cô về nhé? Ấy chết, sao cô dám phiền cháu chứ? Để cô nghỉ một lát rồi cô về là được mà. Không sao, cháu cũng rảnh mà. Thôi, cháu cứ đi làm việc đi, con gái cô sắp tới đón cô rồi cháu ạ. Thế ạ, vậy cháu yên tâm rồi. Ừ, con gái cô mới ra trường, nó đang tìm việc phù hợp để làm mà chưa tìm được cháu ạ. Nên cô bảo nó ở nhà chờ cô sinh em bé xong, đỡ đần cho cô xong rồi đi tìm việc sau. Mà tìm việc bây giờ khó cháu nhỉ? Hải cười: thế con gái cô học trường gì? Nếu không cô bảo em ấy tới đây làm việc cho cháu cũng được ạ. Cháu sẽ sắp xếp việc phù hợp cho em ấy. Ôi, thế thì tốt quá. Con bé học quản trị kinh doanh cháu ạ. Vậy thì được, cô bảo em ấy tới đây đi. Ôi nhưng mà chờ lúc cô sinh em bé, mẹ tròn con vuông xong thì em tới được không? Vì dạo này cô mệt mỏi nhiều nên em cần ở nhà chăm sóc cho cô cháu ạ. Vâng, thế cũng được ạ. Nếu là con gái của cô thì lúc nào đến làm cũng được ạ. Mẹ tôi mừng thầm trong bụng. Giờ chỉ cần tôi đẻ xong nữa là xong thôi. Cứ loanh quanh rồi cũng tới tháng tôi sinh con. Mẹ đưa tôi tới bệnh viện và tất nhiên là mẹ tôi giấu không cho ai biết cả. Tới bệnh viện, mẹ tháo cái bụng giả bỏ vào thùng rác và đưa tôi vào phòng đẻ. Vì tôi đẻ lần đầu nên còn bỡ ngỡ và rất lo lắng. Mẹ tôi vào nắm tay tôi động viên: không sao đâu con gái ạ, có mẹ ở đây với con rồi. Tôi vừa đau vừa khóc, em bé trong bụng cứ cày ra rất mạnh. Mẹ ơi con sợ lắm, con sợ lắm. Không có gì phải sợ cả, ngày trước mẹ đẻ con cũng như vậy mà. Tôi sợ, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. Do tôi không biết dặn đẻ em bé lại to nên chị y tá bảo phải rạch thôi, không là em bé khó ra đấy. Mẹ tôi không cho rạch và quát lên: không được rạch, nó làm sao mà lấy chồng được khi có vết khâu ở đó chứ. Hai chị y tá ngạc nhiên trước thái độ của mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không quan tâm. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi và nói: con gái cố lên, sắp được rồi, cố thêm một chút nữa thôi là sẽ không còn đau nữa đâu, cố lên con. Tôi cố hết sức gồng người lên để dặn. Cuối cùng thì em bé cũng đã chui ra khỏi bụng tôi và khóc oe oe. Tôi mệt quá nằm im luôn. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm: xong rồi con ạ, thằng bé kháu khỉnh quá. Tôi mở mắt ra nhìn con trai, nó đáng yêu hơn tôi tưởng tượng. Nhưng lòng tôi đau quặn lại, hôm nay nó chào đời, vậy mà bố nó vẫn biệt tâm. Bố nó đã không cần nó thật rồi. Suốt 3 tháng qua, tôi chờ đợi bố nó về mà bố nó đã không về. Bố nó nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi thật rồi. Vì tôi đẻ thường lại không phải khâu mũi nào nên tôi nằm viện có một ngày. Rồi mẹ tôi xin cho mẹ con tôi về nhà trọ. Mẹ chăm tôi và em bé rất chu đáo. Nhưng khi tôi bế con và vạch áo cho con bú thì mẹ tôi không đồng ý. Bà đi pha sữa ngoài cho thằng bé ăn. Bà nói: tôi cho con bú sẽ hỏng hết ngực, sau này khó lấy chồng. Nên con trai tôi ăn sữa ngoài hoàn toàn và mẹ tôi giành quyền nuôi nó. Tối mẹ tôi cũng ôm nó ngủ, không rời nó nửa bước. Và dần dần tôi thành chị gái của con trai mình thật. Ở nhà trọ 10 ngày, tôi đã khỏe lại.
Mẹ tôi liền dọn đồ đưa tôi và con trai về nhà. Bà ngoại tôi sang hỏi: Nguyệt à, mày đẻ rồi đấy à? Đẻ hôm nào sao không nói gì với tao? Mẹ tôi nhếch mép cười: Con nào đâu dám phiền mẹ. Nào, đưa tao bế thằng bé xem nào. Già rồi còn đẻ đái làm gì không biết. Mẹ tôi ngồi bế con ở ghế bình thản trả lời: Mẹ cũng thừa biết là con chỉ có một đứa con gái. Sau này nó đi lấy chồng thì con biết nương tựa vào ai hả mẹ? Đến mẹ còn ghét bỏ con đó mà. Nên giờ con đẻ thêm một đứa con trai, để sau này còn nhờ vả mẹ ơi. Mẹ đã không yêu thương con cháu thì con mong mẹ hãy tôn trọng con một chút, đừng có động tí là xỉa xói con như vậy nữa. Bà ngoại tôi bực mình quá bỏ về nhà. Mẹ tôi cũng đóng cửa lại không tiếp ai cả. Mẹ tôi đi làm giấy khai sinh và con trai tôi trở thành con của bà ấy, và tôi chính thức làm chị gái của con trai mình. Vì tôi mắc sai lầm lớn nên bây giờ mẹ muốn thế nào thì tôi sẽ làm như thế. Bởi vì bây giờ ngoài mẹ ra, tôi đã không còn một ai ở bên cạnh tôi cả. Và ngoài mẹ ra thì tôi cũng không biết phải tin ai nữa. Con trai tôi được 1 tháng tuổi, nó đã quen hơi mẹ tôi rồi. Mẹ tôi cho nó ăn sữa, tắm cho nó, ru nó ngủ. Mẹ tôi thành mẹ chính thức của nó nên tôi rảnh thân lắm. Giờ mẹ tôi đang nghỉ thai sản ở nhà trông con của tôi. Còn tôi thì vẫn thất nghiệp ở nhà ăn bám mẹ. Nhưng mẹ không hề trách móc gì tôi cả. Mẹ vẫn luôn động viên tôi phải vui vẻ lạc quan lên. Mọi chuyện đã có mẹ tôi gánh vác hết cho tôi rồi. Mẹ bắt đầu định hướng tương lai cho tôi. Bà bắt tôi phải giảm cân vì đợt có thai. Tôi tăng cân lại mới đẻ xong nên bụng đầy mỡ. Rồi bà cho tiền để tôi đi làm tóc và mua quần áo để chuẩn bị đi xin việc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Mẹ tôi gửi em bé và đích thân đưa tôi đến gặp cậu Hải để xin việc cho tôi. Hầu như tất cả mọi thứ của tôi đều có dấu vân tay của mẹ. Tôi và mẹ vừa vào khách sạn, mấy bà làm cùng mẹ đã ra hỏi han mẹ tôi: Nguyệt đấy à, thế em bé có ngoan không? Bọn chị đang rủ nhau mai chủ nhật đến chơi với em đấy. Dạ con em ngoan ạ, mới có hơn tháng không gặp mà em nhớ các chị quá rồi ạ. Mọi người và mẹ tôi cứ nói chuyện tíu tít, tự dưng tôi thấy ngại thế. Rõ ràng là con trai tôi rất ruột đẻ ra mà tôi lại không được nhận làm mẹ nó. Mặc dù tôi biết con trai tôi ở với mẹ tôi có khi còn tốt hơn là ở với tôi, nhưng tôi cứ thấy buồn buồn và nỗi buồn đó không thể nói ra với ai và cũng không thể diễn tả được nỗi buồn đó. Mẹ và tôi ngồi ở phòng khách một lúc thì cậu Hải tới. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi thấy cậu rất bình thường và tôi cũng không có ấn tượng gì. Do mẹ tôi đã gọi điện và nói với Hải trước rồi, nên khi tôi tới, anh chỉ hỏi thêm vài câu thôi và bảo tôi ngày hôm sau tới làm việc luôn. Mẹ tôi mừng lắm, bà cứ cảm ơn cậu Hải rối rít mủ lên. Tôi thấy mọi chuyện cũng bình thường, có gì đâu mà mẹ tôi cứ làm quá lên thế chứ. Vì muốn quên đi Quang, người đàn ông tệ bạc ấy, nên tôi vùi đầu vào công việc. Và ngoài mẹ tôi và con trai tôi ra thì tôi không bận tâm tới một ai cả. Tôi lập ra cho mình một mục tiêu rõ ràng là kiếm tiền để nuôi mẹ và nuôi em bé. Tôi sẽ bù lại cho mẹ tôi những ngày tháng tôi đã để mẹ phải vất vả như thế này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Khi xin được việc cho tôi rồi, mẹ tôi lại tính các bước tiếp theo. Vì muốn tôi có một cuộc sống tốt nhất mà mẹ tôi không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Vì nhà tôi ở gần chỗ làm nên tôi thường đi bộ để tập thể dục luôn cho khỏe người. Và cứ chiều là mẹ tôi bế con tới cổng khách sạn chơi và chờ tôi xong việc rồi cùng về luôn. Mẹ ngồi nói chuyện với bác bảo vệ cùng mọi người làm ở đó để chờ tôi về. Đang ngồi nói chuyện với mọi người thì mẹ tôi nhìn thấy xe của cậu Hải đi tới. Mẹ tôi liền bế con ra chào cậu Hải. Thấy vậy cậu Hải liền xuống xe hỏi chuyện. Và lúc đó trong xe còn có một cô gái, hình như là bạn gái của cậu Hải. Cô ấy cũng xuống xe và lại khoác tay cậu Hải. Cậu Hải tươi cười: Con trai của cô đây à, trộm vía quá, chúc mừng cô nhé. Mẹ tôi nhìn thấy cô gái đi cùng cậu Hải thì mặt bà sầm xuống, nhưng bà vẫn cố gắng tươi cười: Chào cô và cậu ạ. Bạn gái của anh Hải khen: Ôi, con trai của cô ấy dễ thương quá anh à, em cũng muốn có một đứa con như thế ạ. Vừa rồi nói,
Cô ấy vừa mở ví ra và lấy tiền đưa cho mẹ tôi. Cháu có chút quà cho bé, cô cầm rồi mua cà cho bé hộ cháu với ạ. Mẹ tôi từ chối. Ấy, cô cho nhiều thế tôi không dám nhận đâu. Cậu Hải liền nói, cô Nguyệt cứ nhận đi, vì lúc cô sinh con, chúng cháu không tới thăm được mà, cô nhận đi ạ. Mẹ tôi nhận tiền rồi, cúi đầu cảm ơn cậu Hải và bạn gái của cậu ấy. Nhưng khi cậu Hải và bạn gái đi rồi, mẹ tôi sầm mặt lại, bà tỏ thái độ không vui, bà lẩm bẩm ở trong bụng. Cô gái đó là bạn gái của cậu Hải ư? Vậy là cậu ấy có bạn gái rồi ư? Thế thì cái An Yên nhà mình hết cơ hội rồi sao? Mẹ tôi nắm chặt sấp tiền trong tay, bà đăm chiêu suy nghĩ. Không được, mình phải nghĩ ra cách gì đó thôi. Nhất định người đi bên cạnh cậu Hải phải là An Yên, con gái của mình mới được. Hết giờ làm việc, tôi ra cổng, thấy mẹ tôi đang bế cu Bon. Tôi chạy ra gọi, mẹ ơi, Bon ơi. Mẹ tôi mặc dù đang khó chịu khi biết cậu Hải có bạn gái, nhưng thấy tôi gọi, bà liền thay đổi sắc mặt ngay. Con đấy à, thế nào, hôm nay con làm việc tốt chứ? Tôi mỉm cười đầy tự tin. Dạ vâng, con đã quen dần với công việc ở đây rồi mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ đã tìm cho con một công việc tốt như vậy nhé. Con thấy thoải mái vậy là mẹ vui rồi. Thế giờ mẹ con mình vào siêu thị mua đồ nha. Hôm nay mẹ vừa được nhận tiền thai sản con ạ. Dạ vâng ạ. Vào siêu thị, mục đích của tôi là lựa đồ ăn cho cả nhà, mua sữa cho Bon. Còn mẹ tôi thì cứ đảo mắt về phía quầy bán giày dép, rồi bà kéo tay tôi. Mua đồ ăn xong, mẹ con mình qua bên kia nhé. Qua bên đó làm gì vậy ạ? Mẹ tính mua giày dép cho con đấy à? Ừ, mẹ muốn lựa cho con thêm hai đôi dép cao nữa để con thay đổi. Tôi nhăn mặt lại. Trời ơi, lần trước mẹ mua cho con mấy đôi rồi, mua nhiều chi cho tốn tiền vậy mẹ? Ờ cái con này, con gái thì phải có nhiều quần áo đẹp và giày dép chứ, là con gái lúc nào cũng phải đẹp nghe chưa. Thế rồi, mẹ tôi kéo tôi sang quầy giày dép, rồi lựa dép cao cho tôi. Thôi mẹ à, để tiền đó mua sữa cho Bon đi, con có giày dép rồi mà. Mẹ tôi vừa lựa dép vừa nói, gớm, chị còn lo xa thế cơ à. Bon ở với tôi ăn no ngủ kỹ, ngoan như cún luôn. Tôi khẳng định Bon với tôi còn tốt hơn ở với chị nhé. Ở đó mà lo bỏ trắng răng. Thấy tôi phụng phịu, mẹ tôi liền thở dài. Thôi được rồi, mua thêm một đôi vậy. Tiền của mẹ chứ của con đâu mà tiếc thế không biết. Tôi cười hì hì. Vâng vâng, mẹ mua cho con một đôi dép thôi. Con cảm ơn mẹ ạ. Ơn huệ gì, sau này giàu rồi thì con lại lo cho mẹ và Bon. Chả đi đâu mà thiệt cả, nghe chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Con yêu mẹ, yêu Bon, yêu hai tình yêu của con nhất trên đời ạ. Tôi cũng phải công nhận một điều, ở với mẹ tôi, cô Bon ngoan lắm, chả khóc lóc gì, mà mới gần 3 tháng thôi, mà mẹ tôi tha Bon đi khắp nơi luôn. Thế nên Bon hay hóng lắm, mỗi lần đi chơi là mặt nó hơn hớn ra. Đi quen rồi, nên ngày nào mẹ tôi cũng phải cho nó lượn vài vòng, nó mới chịu. Đấy, cho mẹ tôi chừa đi, cái tội tha nó đi chơi suốt ngày. Nên giờ nó quen mùi rồi, cứ bế nó ngồi một chỗ là nó dãy lên đòi đi. Tối nay mẹ tôi cho cô Bon ngủ rồi, mẹ vào phòng tôi lân la tâm sự. Thế phòng làm việc của con có mát mẻ dễ chịu không con? Dạ mắt lạnh luôn, giám đốc cứ để nhiệt độ thấp làm con lạnh ấy. Mắt mẹ tôi tròn xoe. Thế con ngồi cùng phòng với cậu Hải à? Vâng, con là trợ lý của anh Hải mà mẹ. Ờ thế à? Thế mà mẹ tưởng con còn làm nhân viên bình thường thôi chứ. Ai ngờ đâu con gái mẹ lại được làm trợ lý của giám đốc mới oách chứ. Tôi cười nhẹ. Con gái của mẹ bình thường, nhưng không tầm thường đâu nhé. Phải làm trợ lý thì mức lương của con mới cao thế chứ ạ. Mẹ tôi chợt hỏi, thế cậu Hải có bạn gái rồi à? Hay vẫn còn độc thân? Anh Hải có bạn gái rồi ạ. Ngày nào chị Sam cũng tới tìm anh Hải mà. Mẹ tôi ngập ngừng. Thế nếu cậu Hải chưa có bạn gái thì con có thích cậu ấy không con? Tôi thản nhiên trả lời, anh ấy không phải mẫu người con thích. Mà sao mẹ lại hỏi con như vậy ạ? À, tại mẹ thấy cậu ấy tốt, nên mẹ muốn sau này con sẽ gặp được một người như cậu ấy. Tôi bĩu môi. Tốt hay xấu thì sao biết trước được hả mẹ? Với lại bây giờ tốt, sau này lại xấu thì sao? Nên cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi mẹ nhỉ. Mẹ tôi gật đầu rồi đi về phòng. Bà nghĩ trong bụng, giờ con không thích, nhưng sau này con sẽ thích thôi. Mẹ đã có cách rồi. Tôi đang ngồi làm việc thì anh Hải và bạn gái đi vào.
Em chào anh chị ạ. À. Anh Hải gật đầu. Ừ, em đến sớm thế. Quân chưa tới à? Dạ, nhà em gần đây nên em tới sớm ạ. Ừ. Bạn gái anh Hải là chị Sam nhìn tôi, nói giọng kinh kỉnh. Ngày nào cũng tới sớm thế. Em là người có ý chí vươn lên rất cao nhỉ. Tôi vốn thật thà nên nói luôn. Vâng chị, giờ ai đi làm mà không có ý chí đâu chị. Chị Sam bực mình nói bóng nói gió. Ý chí vươn lên trong công việc hay có ý trong việc khác thế em? Em thì bây giờ, ngoài làm tốt công việc để kiếm tiền ra, thì em không có ý gì khác hết ạ. Tôi nói vậy mà chị Sam vẫn tỏ vẻ không vui. Chị cứ nhìn tôi với ánh mắt hậm hực. Chị cũng buồn cười thật. Tôi có làm gì, có lỗi với chị ấy đâu mà chị thái độ với tôi vậy chứ. Chúng tôi ngồi làm việc thì chị Sam ngồi bên cạnh anh Hải nũng nịu. Anh, mình đi ăn đi, em đói. Hải đang bận công việc nên anh lắc đầu. Em gọi đồ ăn tới đi, hôm nay anh bận nhiều việc lắm. Chị Sam nhăn mặt. Ngày nào anh cũng bận, ngày nào cũng gọi ship đồ tới. Em muốn ra ngoài ăn cho thoải mái và lãng mạn, chứ không phải là vừa ngồi ăn vừa nhìn anh làm việc như thế này đâu. Nhưng anh bận mà, em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Chị Sam giận dỗi rồi vùng vằng nói qua nói lại. Công ty thì mọi người đang làm việc mà chị cứ đá thúng đụng nia, nên anh Hải bực quá quát chị ý. Em đi về đi, cứ lải nhải mãi váng đầu quá. Chị Sam gào lên khiến cả phòng giật mình. Em không về, anh tính đuổi em về để hú hí với con nào đúng không? Hải tức quá kéo Sam ra ngoài cửa. Em đi về đi, trước mặt người nào em cũng phải tôn trọng anh một chút chứ. Hay em muốn mọi người cười vào mặt anh có đúng không? Đấy, anh ở đó mà ôm cái sĩ diện của anh đi. Em đi về đây, không dám phiền anh nữa. Chị Sam giận dỗi bỏ về luôn. Anh Hải đang bận nên không chạy theo để dỗ dành chị Sam được. Thấy anh Hải vào, anh Quân trêu. Sếp không mau chạy theo chị Sam đi chứ, ai lại để chị ấy bỏ về như thế à? Hải thở dài, suốt ngày nhõng nhẽo các kiểu, yêu với chả đương, mệt hết cả người. Rồi anh Quân quay sang nhìn tôi. Kể ra có người yêu cũng thích đấy nhỉ, hay là anh với An Yên thử hẹn hò yêu đương đi em ơi. Tôi quay ra nhìn Quân lắc đầu. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, tầm này không có yêu đương gì hết anh nhé, nhà em bao việc. Nghe câu nói của tôi, cả phòng bật cười. Quân cứ nhìn tôi với ánh mắt gạ gẫm. Kìa em, anh em mình rất hợp nhau mà. Có khi yêu nhau lại càng hợp hơn đấy. Hay là bắt đầu từ hôm nay, mình hẹn hò đi em. Tôi vừa làm việc vừa nói. Anh em chỉ hợp nhau trong công việc thôi ạ. Còn trong tình yêu thì chưa chắc đâu anh ạ. Quân cứ tán tỉnh tôi, nhưng tôi gạt ngay. Tính tôi lại không thích nói nhiều, nên Quân không thể tán tỉnh tôi được. Cuối giờ làm, tôi đang chuẩn bị về thì Hải bảo. Ở Hải Phòng có việc gấp, em về thu dọn quần áo đi, lát anh qua đón đi luôn. Tôi thấy gấp quá liền hỏi, sao gấp thế hả anh? Ừ, quản lý ở dưới đó gọi, nên đêm nay chúng ta đi luôn cho kịp. Tôi gật đầu, vâng ạ. Về nhà, tôi ra bế coupon chơi đùa với nó một tí rồi bảo mẹ. Lát con phải đi Hải Phòng cùng sếp Hải rồi, mẹ xếp cho con mấy bộ quần áo vào vali với, để con chơi với coupon một lúc cho đỡ nhớ ạ. Nghe tôi nói đi với sếp, là mắt mẹ tôi sáng long lanh lên, bà quay lại hỏi tôi. Con đi với cậu Hải ư, đi đâu mà đi đêm thế hả con? Hay là mẹ nghĩ linh tinh gì thế, con và sếp Hải về Hải Phòng giải quyết công việc mà. À thì mẹ tưởng, mẹ thật là con là trợ lý của sếp thì phải đi cùng sếp là đúng mà. Thôi mẹ đi sắp đồ cho con đi, không muộn ạ. Ừ, mẹ đi đây. Một lúc sau, Hải qua đón tôi và chạy xe thẳng xuống Hải Phòng. Sau mấy tiếng ngồi xe thì chúng tôi đã tới khách sạn. Hải ở một phòng, tôi ở một phòng. Em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi gặp đối tác sớm đấy. Dạ vâng ạ. Em ngủ ngon nhé. Dạ vâng. Thế em không chúc anh ngủ ngon à? Việc đó là việc của chị Sam rồi mà. Anh đừng có san sẻ thêm cho ai nữa nhé. Tôi nhắc tới chị Sam thì anh Hải mới nhớ ra. Đấy, em nhắc anh mới nhớ. Từ lúc cô ấy giận dỗi đi về, anh vẫn chưa gọi điện cho cô ấy. Trời, có mỗi việc đó mà anh cũng quên à? Mau gọi nhanh còn kịp. Tôi về phòng đi tắm cho mát để ngủ cho ngon. Thì lúc tắm xong tôi mở vali ra, không thấy bộ quần áo ngủ của tôi đâu cả. Thay vào đó là mấy bộ quần đùi áo 2 dây, váy 2 dây, váy body. Trời đất, tôi có mặc mấy cái đồ này bao giờ đâu
mà tôi xếp vào vali như thế này nhỉ? À không phải, là mẹ tôi xếp cho tôi mới đúng. Lục tung cả vali lên mà không thấy bộ quần áo nào hẳn hoi cả. Trời ơi là mẹ. Tôi đành mặc quần đùi và áo hai dây đi ngủ. Tôi vốn quen mặc đồ bộ để đi ngủ rộng thoáng rồi, nay mặc quần đùi áo hai dây, ngực bự cứ lòi lên làm tôi cứ thấy không quen. Tôi lên giường nằm rồi gọi cho mẹ. Mẹ nghe nè con gái. Tôi gào lên, sao mẹ xếp quần đùi và áo hai dây thế này thì con mặc sao được hả? Mẹ tôi cười nhăn nhở, nóng thế này mặc quần đùi áo hai dây cho mát con ạ. Tôi nằm nói chuyện một lúc rồi tắt điện thoại, ném xuống chân giường. Rồi tôi trùm chăn kín đầu đi ngủ. Hải ở phòng bên kia lấy điện thoại gọi cho chị Sam. Anh gọi ba cuộc không thấy chị Sam nghe máy. Anh nghĩ chắc là chị Sam giận dỗi anh nên anh lại gọi tiếp, thì một người đàn ông lạ nghe máy với giọng ngái ngủ. Người ta đang ngủ, gọi cái gì đấy? Hải giật mình nhìn lại số xem anh có gọi nhầm không. Nhưng anh không nhầm, đây chính là số của Sam mà. Anh hỏi, Sam đâu? Tôi muốn nói chuyện với Sam. Người đàn ông kia gắt gỏng, người yêu tôi đang ngủ, sáng mai rồi nói chuyện, phiền phức quá. Hải đứng hình luôn, anh không tin nổi nữa. Anh lắp bắp, anh vừa nói cái gì thế? Anh là bạn trai của Sam ư? Thế tao không là bạn trai của nó, thì tao ngủ với nó cho vui cửa vui nhà à? Mà mày là thằng nào, nửa đêm còn gọi cho người yêu tao thế à? Hải thật sự sốc. Anh rơi điện thoại xuống giường. Tiếng nói anh nghe văng vẳng qua điện thoại. Ai gọi đấy? Chả biết thằng điên nào gọi đấy. Thôi kệ mẹ nó, ngủ tiếp đi vợ. Hải ngồi như chết lặng. Sam, người con gái anh yêu thương, đang ngủ với người đàn ông khác. Người đàn ông đó gọi Sam là vợ. Họ như thế đã bao lâu rồi? Sam cho anh mọc sừng từ khi nào mà anh không hề biết? Chắc dạo này do anh bận nhiều công việc, không quan tâm Sam nhiều được nên cô mới đối xử với anh như vậy. Hải buồn quá, anh không ngủ được. Anh muốn đi uống rượu nên anh dậy ra gọi cửa phòng tôi. A Niêm, em còn thức không? Tôi lại nhà nên chưa ngủ được, tôi mới trả lời. Chưa, anh bảo gì đấy? Đi ăn uống gì đi, anh đói quá. Tôi cũng thấy hơi đói nên tạc lưỡi. Đi thì đi. Tôi dậy tung tăng ra mở cửa, thì tôi chợt nhớ ra tôi đang mặc quần đùi áo hai dây. Thôi chết không được, mình mặc thế này gặp anh ấy thì ngại lắm. Tôi mới nói dối, thôi em đau bụng em không đi đâu, anh đi một mình đi. Tiếng Hải ở ngoài cửa buồn buồn, em không đi thì lúc anh say ai đưa anh về? Nghe giọng Hải buồn bã vậy nên tôi mở cửa ra. Có chuyện gì sao anh có vẻ buồn vậy? Hải thấy tôi ăn mặc thế thì cười, đây có phải là An Yên trợ lý của anh không đấy? Tôi gãi đầu tai thanh minh, khổ quá. Mẹ em tưởng em đi biển chơi nên xếp đồ cho em hơi mát mẻ một tí, thế em mới ngại không muốn đi cùng với anh. Hải cười rồi kéo tay tôi đi. Không việc gì phải ngại cả, bây giờ người ta đều mặc thế mà. Có mà em cổ hũ quá ý. Thôi đi uống rượu với anh đi, anh buồn quá. Sao lại uống rượu thế? Mà anh có chuyện gì thế à? Hải không nói năng gì, anh cứ kéo tôi đi ra khỏi khách sạn. Chúng tôi đến một quán ăn đêm ở gần khách sạn. Hải gọi đồ ăn và gọi thêm mấy chai rượu. Anh có vẻ buồn buồn. Này, uống vừa thôi, không tí em không phát anh về được đâu. Hải cứ uống liên tiếp hết một chai, anh lại mở tiếp chai thứ hai. Này, anh bị điếc à? Em bảo thôi không uống nữa mà. Hải ngẩng mặt lên, hôm nay tâm trạng anh không tốt, anh muốn uống mà. Uống lắm hại người chứ béo bổ gì đâu mà uống chứ. Kệ anh. Thế anh có chuyện gì à? Anh vừa gọi cho Sam, cô ấy đang ngủ cùng với người khác. Em nghĩ anh nên vui hay là buồn? Tôi ngạc nhiên hỏi, có chuyện như vậy thật hả? Anh không đùa em chứ? Có ai mang việc mình bị cắm sừng ra khoe cho vui chưa? Tôi gãi đầu, em xin lỗi, em không biết là anh đang buồn như vậy. Nhưng mà dù có buồn thì cũng không nên tìm đến rượu đâu, hại người lắm đấy. Khuyên bảo Hải không được, cuối cùng thì tôi cùng uống rượu với Hải cho vui luôn. Cứ cạn ly, hết ly này đến ly khác. Cuối cùng thì cả tôi và Hải say bét nhè luôn. Sau khi không thể uống thêm nữa, hai đứa lững thững đi bộ về, vừa đi vừa đánh võng ở vỉa hè. Do uống nhiều lắm nên bụng tôi căng cứng và buồn tẻ. Hải ơi, em buồn tẻ quá. Giọng Hải lè nhè,
Đêm hôm thế này không có ai đâu, em cứ tè đi. Tôi tròn xoe mắt. Tè ở đây á, sao được chứ? Quá được ý, em cứ tè đi, anh trông người cho. Lúc say rượu bét nhè như thế này, tôi vứt hết sĩ diện luôn. Tôi ra góc đường và tụt quần ngồi xuống. Cảm giác ngồi tè bậy ở ngoài đường, gió lùa mát lạnh, cảm giác phê khó tả. Tôi và Hải đánh võng tung tăng mãi, cuối cùng cũng mò về tới khách sạn. Say quá, tôi leo lên giường và ngủ không biết gì nữa. Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu đến lần thứ 5, tôi mới mở được mắt. Tôi thấy buồn buồn ở cổ, như kiểu có ai đang xúc đầu vào cổ tôi vậy. Tôi giật mình khi thấy Hải, anh ta xúc mặt vào ngực tôi và đang ngủ ngon lành. Tôi sợ quá, hét toáng lên. Hải mở mắt ra nói, gì thế? Tôi điên quá tát cho anh ta mấy phát, khiến cho anh ta tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn tôi. Chuyện gì thế này, sao lại đánh anh chứ? Tôi tát anh ta thêm vài phát nữa, rồi đạp anh ta bay xuống đất. Cơn điên đang nổi lên, tôi vớ được cái gì là tôi phi thẳng vào mặt anh ta cái đấy. Hải được một phen sợ hú vía, vì đang ngủ ngon, tự dưng bị tôi dựng dậy và đập cho một trận tơi tả. Sợ quá, Hải bỏ chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo và cầm cái điều khiển phi thẳng vào đầu anh ta, khiến anh ngã dập mặt xuống đất chảy cả máu mũi. Tôi lao vào đánh anh ta tiếp, thì anh ta túm tay tôi, cuống cuồng lên giải thích. An Yên, em bình tĩnh lại đi. Sao em đánh anh như kẻ thù thế hả? Tôi gào lên. Anh là đồ khốn kiếp, sao anh dám làm thế với tôi hả? Tôi đập chết anh. Trời ơi, anh có làm gì đâu. Em đổ oan cho anh rồi đấy. Anh còn cãi à? Bốp bốp. Hải cuống cuồng ôm lấy chân tôi và xin rối rít. Anh xin em bình tĩnh lại đi, em nghe anh nói đã nào. Cơn điên của tôi đã giảm bớt, nên tôi mới dừng tay và quay vào, ngồi xuống ghế hậm hực. Sao anh dám? Hải lại gần giải thích. Anh có làm gì đâu, em hiểu lầm rồi. Anh thề là anh chưa làm gì em cả. Em không cho anh cơ hội để giải thích luôn á. Tôi nghiến răng. Thế tại sao? Anh có phòng mà anh không về phòng ngủ, mà lại ngủ trong phòng của tôi hả? Lại còn ôm tôi nữa. Có phải anh chán sống rồi đúng không? Hải vội vàng thanh minh. Tại đêm qua say quá nên anh nhầm phòng thôi mà. Anh thề là chưa có làm gì hết. Em bỏ qua cho anh được không? Tôi nhìn lại, mình vẫn mặc bộ quần áo tối qua, cơ thể chưa có dấu hiệu bị xâm phạm, nên tôi mới thôi không làm khó Hải nữa. Cuối cùng thì tôi phải lấy đá chừa mặt cho Hải, vì trong lúc nóng giận tôi đã đập cho anh ta vêu cả mồm miệng lên rồi. Tôi thấy hơi ngại. Em xin lỗi, em tưởng. Hải ôm miệng mếu máo. Em tưởng thế này có ngày anh chết oan trong tay em luôn á. Tôi cười cười rồi lảng đi chỗ khác luôn. Ngày hôm đó chúng tôi giải quyết xong công việc, chúng tôi quay về luôn, vì Hải muốn về nhà luôn để tìm Sam. Anh muốn gặp mặt Sam để nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần cho rõ ràng. Mọi chuyện phải rõ ràng, không thể mập mờ như thế này được. Tôi về tới nhà, mẹ tôi đang cho Bon ăn sữa. Mẹ tôi hỏi, sao về sớm thế con? Mẹ tưởng phải đi một tuần mới về chứ. Giải quyết xong công việc thì về, chứ ở lại đó làm gì đâu à? Mẹ tôi lẩm bẩm, mất công về đó mà lại về luôn, thế thì còn gì vui nữa. Đáng lẽ phải đi chơi các thứ, xong rồi hãy về chứ nhỉ. Chơi bời nhiều làm gì cho tốn tiền ạ. Mà ở đó còn có thấy đẹp gì đâu mà chơi ạ. Về nhà mình là thích nhất. Còn đói quá, có cơm không ạ? Mẹ chưa nấu, cứ tưởng con chưa về nên mẹ định lát ăn mì tôm cho nhanh. Thế để mẹ đi nấu cơm nhé. Con cho Bon uống sữa nhé. Vâng ạ. Về tới nhà là anh Hải đi tìm chị Sam luôn. Anh gọi chị không nghe máy, nên anh tới nhà tìm chị ấy. Thì mẹ chị ấy bảo chị Sam vừa đi ra ngoài rồi. Vì anh gọi điện không được nên anh ngồi đợi chị Sam về cho bằng được. Hải ngồi đợi 2 tiếng thì chị Sam đi chơi cùng bạn trai mới về. Vào nhà nhìn thấy Hải ngồi đó, chị Sam không những không thấy ngại mà mặt chị còn vênh lên nhìn anh. Anh người yêu mới hỏi, ai thế em yêu? Chị Sam bình thản nói, bạn trai cũ của em đấy. Bạn trai mới của chị Sam trợn mắt lên nhìn Hải. Ê, mày tới tìm Sam có việc gì không? Nếu không có việc gì quan trọng thì cút xéo đi. Hải đứng dậy nhìn chị Sam. Chúng ta còn chưa có chia tay mà em đã có người yêu mới rồi à? Chị Sam nhếch mép cười. Vì tôi quá chán ở bên một người suốt ngày chỉ ôm lấy công việc như anh. Tôi cần một người bạn trai quan tâm tôi,
chiều chuộng tôi, đưa tôi đi chơi mỗi ngày, chứ không phải là một người chỉ biết tới công việc như anh đâu. Hải gật đầu. Anh hiểu rồi, em hạnh phúc nhé, anh về đây. Bạn trai mới của chị Sam gắt gỏng. Cút, cút xéo đi, từ nay về sau đừng bao giờ tới tìm cô ấy nữa, hiểu chưa hả? Hải đi về mà lòng anh buồn rười rượi. Phải lâu lắm anh mới thích một người con gái, vậy mà cuộc tình đó kéo dài chưa được nửa năm thì cô ấy lại yêu người khác, bỏ rơi anh. Có lẽ tình yêu đối với anh là một điều gì đó rất xa xỉ. Hải lái xe về nhà, anh buồn quá gọi điện cho tôi. Thì lúc đó tôi đang rửa bát dưới bếp nên mẹ tôi nghe máy. Alo Hải à cháu. Dạ cô Nguyệt đấy ạ. An Yên có nhà không cô? Có cháu ạ, nó đang rửa bát, để cô đưa máy cho nó nhé. À cháu định hỏi là cô còn cơm không, cháu thấy đói bụng quá. Có, tưởng gì chứ, cơm thì nhà cô lúc nào cũng có nhé. Bây giờ cháu đến hay lúc nào hả cháu? Dạ bây giờ cháu tới luôn đây ạ. Tôi đang rửa bát thì mẹ tôi xuống mở nồi cơm ra hỏi. Cơm đâu hết rồi con? Con vừa đổ hết cho chó rồi ạ. Mẹ tôi vội vàng đi vo gạo cắm cơm. Tôi liền hỏi. Mẹ vừa mới ăn cơm xong mà, sao mẹ đã đi cắm cơm thế ạ? Mẹ tôi vừa vo gạo vừa trả lời. Sắp có khách quý ra ăn cơm nên giờ mẹ phải cắm cơm luôn. Con rửa mau lên, ra đầu ngõ mua cho mẹ ít sườn nướng và thịt quay đi con. Khách quý nào thế ạ? Cứ đi mua đi, hỏi gì mà hỏi lắm thế hả? Tôi rửa dọn xong rồi, ra đầu ngõ mua đồ ăn như lời mẹ tôi dặn. Không biết khách quý nào tới mà mẹ tôi gắt gỏng với tôi thế không biết. Vì gần nhà nên tôi đi bộ ra mua đồ ăn. Đi gần tới nơi thì tôi thấy xe ô tô của Hải đi tới. Thấy tôi, anh ta bấm còi rồi thò cổ ra gọi. Em ơi, em đi đâu thế? Dạ em đi mua ít đồ. Mà anh đi đâu thế hả? Anh đói nên đi kiếm cơm ăn. Em về chưa anh trở về luôn? Tôi vẫy vẫy. Thôi anh đi đi, em chưa về đâu ạ. Hải đi qua rồi tôi mới nhớ ra. Chả lẽ vị khách quý mẹ tôi nói là anh ta ư? Mẹ mình lại tính toán gì nữa đây? Mua đồ ăn xong, tôi đi về. Nhìn túi sườn nướng và túi thịt quay, tôi lẩm bẩm. Có bao giờ mẹ mua sườn nướng cho mình anh đâu nhỉ? Vị khách hôm nay phải quý hóa lắm đây. Hải đi vào tới sân, mẹ tôi đã bế cu Bon ra đón. Cậu Hải đã tới rồi đấy à? Vâng ạ, cháu vừa gặp An Yên ở ngoài ngõ ạ. Cô ấy đi đâu thế ạ? À, nó đi mua ít đồ ăn cháu ạ. Nào, mau vào nhà đi cháu. Hải vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn vết tím bầm trên mặt Hải xót xa. Mặt cháu bị làm sao thế? Sao lại tím bầm thế kia? Hải gãi đầu mặt ngại ngại. À cháu không cẩn thận nên bị ngã đấy ạ. Mẹ tôi nhăn mặt. Ngã kiểu gì mà tím bầm mặt thế? Chắc là ngã đập mặt xuống đúng không? Dạ đúng ạ. Lần sau phải để ý vào nhé. Thế mà cô lại tưởng cháu bị ai đấm cơ. Hải vừa uống ngụm nước thì phụt. Anh phun nước ra ngoài. Anh cuống lên lấy giấy lau nước, rồi lảng sang chuyện khác. Cô Bon đẹp trai quá cô ạ. Lớn lên gái theo ầm ầm cho mà xem. Mẹ tôi thở dài. Đẹp trai mà nghèo thì cũng ế thôi cháu ạ. Hải liền nói. Cháu có nghèo lắm đâu mà cũng ế đây này. Đâu phải cứ nghèo là ế đâu cô ạ. Mẹ tôi nửa đùa nửa thật. Cô nghe An Yên nói cháu có bạn gái xinh lắm mà, ngày nào cũng đến công ty tìm cháu đó thôi. Giờ lại chém gió đúng không? Hải thoáng buồn, anh khẽ nói. Cháu và cô ấy chia tay rồi. Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cháu nói thật hay đùa vậy? Thật mà. Cô không tin thì hỏi An Yên đó, cô ấy cũng biết đó à? Mẹ tôi rót nước cho Hải và động viên Hải bớt buồn đi. Rồi bà bắt đầu giả vờ nhờ vả Hải. À, cô đang định nhờ cháu xem có bạn bè giới thiệu cho cái An Yên nhà cô với. Cô dục nó mãi mà chả thấy nó yêu đương ai cả. Suốt ngày nó cứ lủi thủi một mình. Cô đơn giết, rồi tính nết nó thay đổi lắm cháu ạ. Hải tròn xoe mắt. Cô nói thật hay đùa ạ? Cô nói thật mà. Cô đơn giết rồi, nó khó tính lắm cháu ạ. Hải gật gù. Nếu nói về khó tính thì anh gật đầu công nhận. Vì anh nhớ lại trận đòn đêm qua mà anh thấy sợ run người rồi. Anh lẩm bẩm. Nhìn mặt cũng hiền hiền, thế mà điên lên hung dữ kinh khủng luôn. Mẹ tôi thấy Hải ngồi im, bà hỏi tiếp. Cháu xem có bạn bè giới thiệu cho cái Yên nhà cô một người nhé. Vâng, mà xinh gái duyên dáng như Yên mà tới giờ vẫn chưa có bạn trai à? Cháu không tin đâu ạ. Cô nói thật mà. Cô chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn trai về nhà và cũng chưa thấy nó yêu ai cả. Suốt thời đi học, nó chịu khó học hành lắm, lại không đi chơi bời gì cả. Thế nên bây giờ nó vẫn ế đó cháu ạ.
Hải có vẻ không tin. Cháu không nghĩ trên đời này còn cô gái ngoan như vậy đâu à? Mẹ tôi cứ khẳng định chắc chắn như thật. Cô nói thật mà, con bé Yên nhà cô nó ngoan lắm. Từ bé tới giờ nó chưa bao giờ làm cô thất vọng đâu. Tôi về tới nơi, thấy xe ô tô của Hải đỗ ở sân. Thì ra vị khách quý hóa ấy là anh ta ư? Tôi đi vào nhà hỏi mẹ. Mẹ lại nói xấu gì con đấy? Mẹ tôi cười nhăn nhở. Đâu có, mẹ có bao giờ nói xấu con gái của mẹ đâu. Thôi, con bày thức ăn ra đi, cậu Hải đói lắm rồi đấy. Tôi quay ra nhìn Hải nhăn chán. Sao anh không ra quán mà ăn cho nhanh? Còn tới đây làm gì cho mất công chứ? Anh rảnh quá à? Mẹ tôi thấy tôi nói vậy thì cuống lên. Ờ, cái con bé này kỳ thế. Cậu Hải muốn ăn cơm nhà mình mà. Thôi đi dọn cơm đi, mau lên. Tôi vừa đi vừa lẩu bẩu. Rồi lát phải rửa dọn, mệt người. Bảy vẽ vừa thôi. Hải gãi đầu nhìn mẹ tôi. Hình như cháu hơi vô duyên thì phải. Cô ấy không chào đón cháu cô ạ. Mẹ tôi ra nói nhỏ vào tai Hải. Cháu đừng có để bụng nó nhé. Đấy, cô bảo rồi, nó ấy lâu quá nên tính hơi hâm hâm đấy mà. Giờ mà có người yêu là lại bình thường ngay thôi. Thế nên cô mới nhờ cháu mai mối cho nó đấy. Cháu đã hiểu ý của cô chưa? Hải bật cười. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Tôi nghe loáng thoáng không rõ, nhưng tôi biết là có liên quan tới tôi, nên tôi quay lại lử mắt nhìn mẹ và Hải. Hai người lại nói xấu gì tôi đấy? Tôi nghe thấy hết rồi đấy. Có gan thì nói thẳng ra, ai lại nói sau lưng nhau thế hả? Mẹ tôi và Hải im bặt không nói gì nữa. Tôi dọn cơm ra bàn xong, tôi đi về phòng nằm. Hải ngồi ăn cơm và nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi lại nhân cơ hội kể chuyện của tôi cho Hải nghe. Tất nhiên là bà kể những chuyện tốt đẹp và thêm nhiều điều hay để tâng bốc con gái bà lên tận trời xanh luôn. Bà lên kế hoạch rõ ràng trong đầu là phải vun vén cho tôi và Hải bằng được. Nhất định bà phải trở thành mẹ vợ của Hải thì bà mới cam lòng được. Bà nghĩ chỉ khi con gái bà lấy Hải thì cuộc đời của bà mới thay đổi được. Mẹ tôi ngồi lân lan nói chuyện với Hải một hồi lâu, rồi tự dưng bà vào thẳng vấn đề luôn. Hải à, cô hỏi cháu chuyện này có được không? Vâng, cô hỏi đi ạ. Cháu thấy con bé An Yên nhà cô thế nào? Con bé có xứng làm bạn gái của cháu không? Hải nghĩ mẹ tôi đang nói đùa nên cười bảo. Được ạ, à, rất được cô ạ. À, cô đang hỏi cháu rất nghiêm túc đấy. Nói thật là cô thấy hai đứa rất đẹp đôi. Nếu hai đứa thành đôi được thì còn gì bằng nữa. Đấy, mẹ tôi lại tự đẩy con gái của bà vào thế khó xử. Vì muốn có cuộc sống sang giàu mà bà đã tự đẩy con gái của bà vào lối đi mà bà đã vạch sẵn từ trước. Hải khá bất ngờ trước thái độ của bà. Anh hỏi lại. Cô đang đùa cháu đúng không ạ? Mẹ tôi lắc đầu. Những lời cô nói đều là sự thật. Nói thật với cháu là cô rất kỳ vọng vào nó. Nó là đứa con gái mà cô yêu thương và tin tưởng nhất. Nên cô muốn nó sẽ tìm được một tấm chồng tốt. Cô muốn cuộc sống của nó sau này sẽ được yên ấm, không phải vất vả như mẹ nó đâu. Và điều đó chỉ có cháu mới làm được những điều đó thôi Hải ạ. À, cô chỉ tin một mình cháu thôi. Mẹ tôi hỏi đường đột quá nên Hải không biết phải trả lời như thế nào. Anh ngập ngừng thì mẹ tôi lại càng hỏi dồn dập. Cháu mau nói cho cô biết đi, con bé An Yên nhà cô có xứng với cháu không Hải ơi? Hải ngập ngừng. Chuyện đó thì cháu... Hải ngập ngừng chưa biết nói thế nào thì mẹ tôi lại hỏi tiếp. Sao? Ý cháu như thế nào? Cháu mau nói đi, nói cho cô biết đi. Hải biết là mẹ tôi đang hỏi thật chứ không phải là trêu đùa, nên anh cũng nói thật lòng. Chuyện đó cháu không thể trả lời cô được. Vấn đề không phải ở chỗ xứng đáng hay không xứng đáng, mà phải xem cháu và An Yên có duyên với nhau hay không cô ạ. Chuyện tình cảm mình không thể nói trước được cô ạ. Hải đã nói thẳng như vậy mà mẹ tôi vẫn cố lì mặt ra hỏi tiếp. Thế theo cháu nhận xét thì cái An Yên nhà cô là người như thế nào hả cháu? An Yên là một cô gái tốt, nhưng hơi nóng tính cô ạ. Thì trên đời này có ai hoàn hảo đâu cháu. Nóng tính thì có thể thay đổi dần dần. Cái quan trọng là bản chất con bé rất lương thiện. Còn về độ ngoan ngoãn thì cô khẳng định ít ai được như con bé An Yên nhà cô đấy. Hải gật đầu. Vâng, có lẽ thế ạ. Tôi nằm trong phòng chán chê, rồi tôi mới đi ra ngoài uống nước. Tôi vẫn thấy mẹ tôi và Hải đang ngồi nói chuyện. Trời đất, nói chuyện chi mà lâu thế không biết nữa. Mà cũng đúng thôi, vì tôi biết
mẹ tôi là chúa nhiều chuyện mà. Vậy nên lâu như vậy cũng phải. Thấy tôi mở tủ lạnh lấy nước uống, mẹ tôi liền rủ rê: hôm nay mát trời, hay chúng ta đi uống nước hóng gió đi. Tiện cậu Hải có ô tô, cậu chở mẹ con mình và cu Bon đi luôn. Lâu rồi từ ngày mẹ đẻ cu Bon, mẹ chưa được đi chơi ở đâu cả. Hải gật đầu đồng ý. Vâng, cô muốn đi đâu, cháu chở cô đi à? Tôi nhìn mẹ cau mày. Mẹ thật là anh Hải bận bao nhiêu việc ở công ty đấy, mẹ lại phiền anh ấy vậy sao? Mẹ tôi vẻ mặt ngây thơ, vô số tội. Thì gần 4 tháng ở nhà ôm cu Bon rồi, mẹ muốn đi ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc chút mà con. Con gái gì mà khó tính với mẹ thế? Tôi chẹp miệng. Ôi chao ơi, mẹ ở nhà ôm cu Bon, nhưng ngày nào mẹ chả bế cu Bon lượn khắp phố, rồi lại sang buôn dưa lê ở tận cổng công ty của con đó thôi. Mẹ đi đâu thì con chở mẹ đi bằng xe máy cũng được, không cần phải phiền tới sếp Hải đâu mẹ ạ. À, nhưng đi xe máy bụi không tốt cho cu Bon. Hải công nhận. Đúng rồi, cu Bon còn nhỏ, đi xe máy bụi lắm. Cô và An Yên đi đâu để cháu chở đi? Mấy hôm nay công việc của cháu cũng đỡ bận rồi ạ. Mẹ tôi cười tít mắt. Đấy, cậu Hải là tuyệt vời nhất, đâu như con, chả biết thương em Bon gì. Tôi không còn gì để nói với mẹ tôi nữa. Cu Bon được 1 tháng, mẹ tôi đã bế nó đi khắp nơi rồi. Thế mà bây giờ nó được 4 tháng rồi, mẹ tôi lại còn bày đặt bụi bặm mới ác chứ. Thôi thì kệ bà vậy, bà muốn làm gì thì làm đi, tôi không ý kiến nữa. Không bà lại bảo tôi không thương cu Bon. Nó là con tôi đẻ ra, tôi không thương nó thì ai thương nó đây? Mẹ tôi luôn khiến tôi phải liên quan đến sếp Hải thì mẹ tôi mới vừa lòng được. Mẹ tôi chuẩn bị ba lô đựng đồ cho cu Bon xong, bà đi ra thấy tôi nằm chơi game, bà gắt: ơ, cái con bé này sao giờ vẫn chưa thay quần áo hả? Vào thay đi để còn đi chứ. Tôi vẫn bắn game bằng bằng. Mẹ đi đâu thì cứ bảo sếp Hải chở đi. Con có đi đâu mà thay quần áo làm gì ạ? Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, nhìn bà lúc này như kiểu muốn đe dọa tôi. Mày không đi, tao đập điện thoại của mày đi đấy. Nhưng tôi không sợ, tôi cứ nằm đó bắn game. Mẹ tôi bảo tôi không được. Bà bắt đầu gầm gừ. Đi vào, thay quần áo nhanh lên, đừng để mẹ phải nhắc tới lần thứ 3. Nhưng mà con không thích đi. Mẹ tôi nghiến răng. Không thích cũng phải đi, nhanh còn kịp trước khi cái điện thoại của con nó bay ra sân. Tôi vùng vằng khó chịu. Con đã nói là con không thích đi, mẹ và sếp Hải. Cứ đi đi, lôi con đi theo làm gì? Mẹ tôi tức sôi máu lên. Bà ngó ra thấy Hải đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài sân, nên bà liền phớ ngay cái chổi và đuổi theo tôi. Mẹ bảo đi là đi, hay con muốn ăn mấy cái cán chổi vào mông hả? Tôi bỏ chạy vào phòng. Mẹ tôi vác chổi đuổi theo vào tận phòng, rồi bắt tôi phải thay quần áo để đi. Thế là tôi đã bị ép đi cùng. Nói thật, ba cái trò cà phê cà pháo chém gió đó, tôi không thấy ham hố gì cả. Cứ ở nhà chơi game là thích nhất. Nhưng mẹ tôi ép tôi phải đi cùng cho bằng được. Ra tới quán cà phê, tôi lôi điện thoại ra chơi game, thì mẹ tôi đá vào chân tôi đau điếng. Bà nhìn tôi ra hiệu là phải cất điện thoại đi để nói chuyện với anh Hải. Xong mẹ tôi lấy cớ bế cu Bon ra ngoài chơi với đám trẻ con, để tôi và Hải ngồi nói chuyện với nhau cho thoải mái. Mà suốt ngày gặp nhau trong công việc rồi, nên tôi cũng không có gì để nói nữa cả. Mẹ tôi bế cu Bon ra ngoài chơi để cho tôi và Hải ngồi nói chuyện cho thoải mái. Nhưng mà tôi lại không có gì để nói với Hải cả. Thấy tôi lôi điện thoại ra nghịch, Hải mới hỏi: em không có chuyện gì để nói với anh à? Tôi vừa chơi game vừa trả lời: không có. Hải bị nhiễm bởi những lời nói của mẹ tôi, nên anh nhìn tôi cười cười: em muốn nói gì cứ nói với anh, đừng ngại. Anh sẽ thử chấp nhận con người em xem thế nào. Tôi nghe Hải nói vậy, tôi mới ngạc nhiên hỏi: anh nói vậy là có ý gì thế? Hải nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một câu khiến tôi sốc: mình hẹn hò đi. Tôi hơi sốc. Hả, anh nói cái gì cơ? Anh bảo là chúng ta hẹn hò đi, anh sẽ thử chấp nhận một người như em, biết đâu chúng ta lại là một đôi em nhỉ. Trời đất ơi, không biết mẹ tôi đã tiêm nhiễm vào đầu anh ta những gì về tôi mà anh ta lại nói với tôi như vậy chứ. Tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng để không nổi giận. Mẹ em lại nói linh tinh gì với anh đúng không? Hải cười tự tin. Không sao, những nhược điểm đó anh sẽ khắc phục giúp em.
và anh sẽ biến em thành một con thiên nga xinh đẹp. Tôi vừa mới tỉnh tỉnh thì lại tiếp tục sốc lần hai. Ý của anh ta, tôi là một con vịt xấu xí phải chờ anh ta giúp để thay đổi ư? Tôi tức không thể nhịn được nữa, tôi trợn mắt lên nhìn anh ta. Anh bị ngáo à? Tôi có thế nào thì cũng không liên quan gì tới anh cả. Tôi sẽ luôn là tôi, chứ không phải nhờ vả vào anh để mong được làm thiên nga hay làm công làm quạ như anh nói đâu. Anh nghe cho rõ đây, tôi không cần. Hải thấy tôi nổi giận là nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Em lại nổi giận đấy à? Tôi điên quá, định tát vào mặt anh ta, nhưng vì đang ở quán cà phê nên tôi mới nhịn. Tôi nghiến răng nói, tôi biết là tôi nghèo, lại là người làm thuê cho anh, nhưng tôi có lòng tự trọng đấy, nên sau này anh đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng cợt nhả đó nữa, anh hiểu chưa? Anh tưởng em cũng có tình cảm với anh mà. Tôi bật cười, ai nói với anh là như thế? Thì lúc nãy mẹ em nói với anh là em thích anh, nhưng vì thấy anh có người yêu rồi nên em mới thôi, không phải như vậy à? Trời đất, lại là mẹ tôi. Sao mẹ tôi lại có thể nắm chuyện như vậy được nhỉ? Tôi chẹp miệng, lần sau mẹ tôi có nói gì liên quan tới tôi thì anh cũng đừng tin nhé. Mẹ tôi nói đùa anh đấy, tôi không có tình cảm gì với anh đâu. Tôi chỉ coi anh là một người sếp của tôi, là một người anh thôi. Tính mẹ tôi hay nói nhiều, mà nói nhiều quá đôi khi thành ra nói dở đấy. Anh đừng tin lời mẹ tôi nói nhé. Hải nhìn tôi kiểu ngại ngại, vì tưởng tôi thích anh thật, mà giờ nói ra lại không phải thế. Mặt anh ta đỏ ửng lên. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Rõ ràng mẹ em nói như vậy mà. Tôi thở dài, vẻ mặt chán ngắt. Anh tin lời mẹ tôi thì có ngày chết chắc đấy. May cho anh là ở quán cà phê đấy, không là tôi đập cho anh một trận rồi. Hải xấu hổ ngồi im re, không nói gì. Lúc này tôi mới đứng dậy. Thôi em về đây, anh cũng cho qua hết đi, đừng nghĩ ngợi gì nhé. Mẹ em đôi lúc hơi khó hiểu như vậy đấy, anh thông cảm cho mẹ em nhé. Hải gật đầu. Để anh đưa em về. Thôi, lát anh đưa mẹ em và cô Bon về hộ em, còn em tự đi về được ạ. Tôi mở cửa đi ra, mẹ tôi đang bế cô Bon vội đi lại. Đang ngồi nói chuyện mà con lại đi đâu thế hả con ơi? Con đi về, mẹ vào uống nước đi, không tan hết đá rồi kia kìa. Mẹ tôi cau mày, sao tự dưng lại đi về hả? Tôi không buồn trả lời mẹ nữa, tôi đi thẳng luôn. Mẹ tôi gọi mấy câu, tôi không quay lại nữa, mẹ tôi mới quay vào ngồi uống nước với Hải. Sao tự dưng con bé lại bỏ về thế hả cháu? Cô hỏi nhưng mà nó không nói. Hải cười nhẹ. Cô ấy nói cô ấy không hề thích cháu. Những lời cô ấy nói không hề giống như lời cô nói với cháu. Cô ấy từ chối thẳng làm cháu thấy ngại mặt quá cô ạ. Mẹ tôi nghe Hải nói vậy thì sượng mặt lắm, nhưng bà vẫn cố giải thích. Cô đẻ nó ra nên cô biết tính nó mà. Nó chuyên gia nói một đằng nhưng lại quẳng một nẻo đấy cháu ạ. Chứ nó không dám thẳng thắn thừa nhận như cháu đâu. Hải gật đầu. Lại còn vậy nữa, thích thì nói là thích, sao cứ phải căng lên vậy chứ? Đúng vậy đó, cô là mẹ nó nên cô biết mà. Rồi mẹ tôi hỏi Hải. À, cô tính xin đi làm sớm có được không hả cháu? Hải ngạc nhiên. Cô Bon được mấy tháng rồi mà cô đã tính đi làm ạ? À, mới được hơn 4 tháng thôi, nhưng mà nó ngoan lắm, lại ăn sữa ngoài hoàn toàn, nên cô tính gửi nó rồi đi làm kiếm tiền cháu ạ. Hải gật đầu đồng ý. Vâng, vậy tùy cô muốn đi làm lúc nào cũng được ạ. Mẹ tôi nghĩ trong bụng, mình phải đi làm sớm để vun vén hai đứa chúng nó, chứ con bé An Yên nhà mình cứ thái độ với cậu Hải như thế thì hỏng hết việc của mình à. Hải ngồi một lúc thì anh có điện thoại. Nhìn màn hình, Hải giật mình khi thấy Sam gọi. Sam, cô ấy gọi cho mình có việc gì vậy nhỉ? Mẹ tôi thấy Hải ngập ngừng không muốn nghe điện thoại, bà ngạc nhiên hỏi. Ai gọi mà cháu không nghe vậy? Hải ngập ngừng. Dạ không có gì đâu cô ạ. Mẹ tôi liếc màn hình điện thoại rồi nói. Sam gọi đúng không? Cháu cứ nghe đi, không phải ngại cô đâu. Hải tắt chuông điện thoại rồi nói. Cháu không muốn nghe ạ. Nếu là tôi thì tôi sẽ khuyên Hải cho Sam một cơ hội. Nhưng mẹ tôi thì bà lại khác. Bà thêm dầu vào lửa để Hải càng ghét Sam hơn. Cô nói thật, cháu đừng có giận cô nhé. Vâng, cô cứ nói đi ạ. Cái Sam, nó đã công khai cắm sừng cháu như vậy rồi, chứng tỏ nó không hề tôn trọng và yêu thương cháu nữa. Nếu giờ cháu mềm lòng với nó thì cô xin khẳng định là cháu sẽ sống chung với những cặp sừng, và cháu sẽ không bao giờ được ai tôn trọng nữa.
đàn ông là phải quyết đoán. Cháu hiểu ý của cô không? Hải nghe thấy có lý nên gật đầu. Vâng, cháu hiểu ý của cô mà. Vậy thì cô yên tâm rồi, cô tin cháu sẽ không khiến cô thất vọng. Sam gọi tiếp cho Hải, nhưng anh vẫn không nghe máy. Nhưng anh cũng có chút thắc mắc là giờ Sam đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác, cớ sao lại gọi điện cho anh nhiều như vậy? Mẹ tôi thấy Sam gọi điện cho Hải thì bà lại càng lo lắng hơn. Bà lại càng muốn đi làm sớm hơn dự kiến. Ngay chiều hôm đó về nhà, bà lập tức sang bên hàng xóm hỏi chị trông trẻ, nhờ chị trông cu Bon để bà đi làm. Chị trông trẻ thấy cu Bon nhỏ quá nên chị nói để chị trông thử một tuần xem cu Bon có ngoan không. Nếu cu Bon ngoan thì chị mới trông cho. Mẹ tôi mong lắm, cuối cùng sau một tuần trông thử thì chị đã đồng ý nhận cu Bon. Vì trộm vía, thằng bé rất ngoan và không là ai cả. Thế là mẹ tôi lập tức chuẩn bị để đi làm luôn. Sáng tôi dậy để chuẩn bị đi làm thì mẹ tôi đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Thấy tôi dậy, bà gọi: "Yên ơi, con ra ăn sáng đi con." "Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy ạ?" "Vì hôm nay mẹ cũng đi làm mà." "Giờ con ngồi ăn sáng đi, mẹ bế cu Bon sang gửi bên chị Hà, rồi về mẹ con mình đi làm nhé." "Mẹ đã đi làm rồi á, chưa hết tháng 6 mà." "Cu Bon ngoan vậy, lại ăn hoàn toàn sữa ngoài nên mẹ nhàn quá, mẹ đi làm sớm con ạ." "Thế đi lớp thằng bé cũng chịu sao ạ?" "Mới đầu mẹ cũng sợ nó không chịu, thế mà nó lại ngoan nhất lớp đấy con ạ. Gửi bên chị Hà thì yên tâm, không phải sợ gì luôn nhé." "Mẹ vội làm gì chứ, để cu Bon lớn chút nữa rồi hãy đi. Con làm lương được bao nhiêu, con đưa hết cho mẹ còn gì. Mẹ ở nhà trông cu Bon đi mẹ." Mẹ tôi liền nói: "Thì mẹ cứ đi làm vài hôm xem sao. Nếu cu Bon không chịu thì mẹ ở lại nhà trông nó mà. Mẹ còn theo dõi tình hình thằng bé, chứ đâu phải đi làm được luôn đâu. Nên con đừng lo lắng nữa nhé." "Vâng ạ." Và từ hôm đó đến giờ quen thuộc là mẹ tôi lại chở tôi đi làm bằng xe máy. Ngày bà đi làm, vừa làm bà lại ngó nghiêng xem có chị Sam tới tìm anh Hải không. Và đặc biệt bà hay để ý xem thái độ của tôi với anh Hải có gì tiến triển không. Cứ hôm nào thấy tôi và anh Hải ra ngoài cùng nhau là bà mừng lắm. Bà cứ nghĩ là chúng tôi ra ngoài chơi với nhau, nhưng thực tế là chúng tôi ra ngoài giải quyết công việc. Rồi bà lại tìm cách để vun vén cho tôi và Hải. Tôi đang ngồi làm việc thì mẹ tôi cầm cốc cà phê vào đưa cho tôi và nói giọng nhẹ nhàng: "Gái yêu, uống cà phê cho tỉnh táo đi con." Tôi thích thú cảm ơn mẹ: "Mẹ con lúc nào cũng tuyệt vời nhất. Con cảm ơn mẹ ạ. Mà sao mẹ biết con đang buồn ngủ mà mua cà phê cho con thế ạ?" Mẹ tôi nói nhỏ vào tai tôi: "Là cậu Hải mua cho con, nhưng cậu ngại không dám đưa cho con đó. Mẹ chỉ chuyển hộ thôi con ạ." Tôi gãi đầu ngại ngại: "Ra là vậy, bí mật nha con gái." "Vâng, con biết rồi." Rồi khi tôi vừa mang giấy tờ ra ngoài thì bà lại mang một cốc cà phê vào đưa cho Hải và nói với Hải rằng: "Con bé An Yên mua cho cậu Hải đấy, cậu uống đi nhé." Hải cầm cốc cà phê ngắm nghía: "An Yên mua cho cháu, sao cô ấy không tự mang vào cho cháu mà lại nhờ cô vậy?" Mẹ tôi tiện mồm nói dối luôn một thể: "Chắc là nó ngại đấy, cô đã nói với cháu rồi mà. Nó nói một đằng nhưng nó lại quàng một nẻo đấy. Nó thích nhưng không dám thừa nhận đâu. Cô là mẹ nó nên cô hiểu tính nó mà." Hải cười tít mắt. Anh nâng niu cốc cà phê: "Cô ấy khó hiểu thật, nhưng cháu thấy cô ấy rất đáng yêu, rất thú vị cô ạ." Rồi mẹ tôi khẽ nói với Hải: "Bí mật nhé, không nó xấu hổ nó lại trách móc cô." Hải gật đầu: "Vâng, cháu hiểu ạ." Và từ hôm đó ngày nào mẹ tôi cũng mua cà phê cho tôi và Hải và nói dối y chang như vậy. Về phía Hải thì anh thấy càng ngày càng thích tôi nhiều hơn. Còn về phía tôi thì mới đầu cũng thấy cảm động, nhưng ngày nào cũng mua tôi thấy hơi phiền phức. Ngày nào cũng uống cà phê để xấu hết làn da của tôi à? Đàn ông gì mà chả tâm lý tẹo nào thế không biết. Nhưng mẹ tôi thấy tôi thái độ khác khác là bà hiểu ý ngay. Bà chuyển qua mua trà sữa, trà hoa quả và cả đồ ăn vặt mà bọn con gái tụi tôi hay ăn nữa. Và nhờ có mẹ tôi vun vén mà tôi bắt đầu có tình cảm với Hải. Tôi về Hải nhắn tin tôi đã đọc và trả lời rồi, chứ không giống như trước.
Cứ thấy tin nhắn của Hải là tôi xóa ngay lập tức và không thèm trả lời. Nhưng chớ trêu là khi tôi vừa có chút tình cảm với Hải thì chị Sam bắt đầu xuất hiện bên cạnh anh Hải, khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Chị ấy đi qua chỗ mẹ tôi làm việc, làm mẹ tôi giật mình. Cô Sam, cô tới đây để tìm cậu Hải ư? Sam cười nhẹ, cô có ý mỉa mai. Mẹ tôi nhiều tuổi mà lại đẻ con. Vâng, cháu tới tìm anh Hải ạ. Cô đã đi làm rồi ạ? Thời gian trôi nhanh quá cô nhỉ. Vừa mới hôm nào cháu và anh Hải gặp cô bế con ở cổng, mà giờ cô đã đi làm rồi đấy. Mẹ tôi không nói gì, nhưng Sam lại tiếp tục nói tiếp để mẹ tôi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mẹ tôi sầm mặt lại. 46. Sam cười mỉa mai. Năm nay cô 46 tuổi, vậy là phải 70 tuổi cô mới có con dâu. Lâu nhỉ, bằng tuổi cô người ta đã lên chức bà cả rồi. Vậy mà cô vẫn đang cho con bú, cô nhỉ? Mẹ tôi cũng không phải dạng vừa, bà đáp trả lại ngay. Cô thấy vậy cũng bình thường, có người còn cả đời chả có đứa con nào ấy. Mà cháu nói cũng hay lắm cơ, sao cháu không xem lại bản thân mình đi? Sam trừng mắt nhìn mẹ tôi. Cô nói vậy là có ý gì thế hả? Cô chỉ hơi thắc mắc là sau khi đã ngủ với thằng khác chán chê rồi, giờ cháu còn về tìm cậu Hải làm gì vậy hả cháu? Hay là cháu bị thằng kia đá rồi nên cháu mới về đây vậy cháu? Sam tức lồng lộn lên, cô ta gào lên. Bà, sao bà dám nói tôi như vậy hả? Bà có tin là bà bị đuổi việc luôn ngày hôm nay không hả? Sam không hề hay biết Hải đã đứng ở phía sau từ bao giờ. Anh lại gần Sam và nói. Ai cho em cái quyền đuổi nhân viên của anh vậy hả Sam? Sam giật mình quay lại. Anh đấy à? Tại cô ấy xúc phạm em trước mà. Anh thấy chính em mới là người xúc phạm cô ấy trước. Nếu không có việc gì thì em hãy đi về đi. Hải nói xong rồi đi về phòng. Sam vội vàng chạy đuổi theo năn nỉ. Anh ơi anh, em muốn nói chuyện với anh. Anh nói chuyện với em một lát đi mà. Mẹ tôi nhìn theo rồi bĩu môi. Đúng là cái loại trơ trẽn, bỏ theo người khác rồi, giờ lại mong muốn quay lại, giờ cái mặt ra nữa đi. Sam chạy theo Hải vào phòng. Hải thấy khó chịu liền bảo. Em không đi về đi, còn đến đây làm gì nữa? Sam làm bộ sụt sùi khóc. Em nhớ anh, nên em mới đến đây tìm anh. Hải cười khẩy. Thôi cho anh xin hai chữ bình yên. Em hãy về bên cạnh người đàn ông đó đi em. Đáng lẽ anh phải giữ em lại chứ. Sao anh lại để em đi dễ dàng như thế? Hay là anh có người yêu mới rồi phải không? Hải thở dài. Giữ em làm gì khi em đã hết yêu anh rồi. Thôi em hãy đi về bên họ đi. Ai nói là em hết yêu anh rồi chứ? Em vẫn còn yêu anh đây mà. Hải bật cười. Anh nhìn Sam nói. Em nói em yêu anh. Em yêu anh mà em lại đối xử với anh như vậy hả? Đó gọi là tình yêu em dành cho anh đó hả Sam? Sam ngượng ngùng quá, nhưng cô lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô lập tức hạ giọng xuống rồi cô năn nỉ Hải. Anh à, em sai rồi. Em biết là em rất sai rồi. Sau khi xa anh, em mới nhận ra người em yêu chính là anh Hải à. Anh xin lỗi, em về đi. Sam gào lên. Em không về. Em yêu anh, em rất yêu anh Hải à. Anh đừng có đuổi em về được không? Chính anh nói là anh yêu em và anh muốn che chở cho em cả đời mà. Đúng là anh nói như vậy, nhưng lúc đó em khác bây giờ, em có hiểu không? Tôi đi về thấy mẹ đang đứng thập thò ở ngoài cửa. Tôi liền hỏi. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ lại đứng thập thò ở đây thế? Mẹ tôi giật mình quay lại. Con đấy à? Lại đây mẹ bảo. Con đây, có chuyện gì vậy à mẹ? Sam vừa tới tìm cậu Hải đấy. Hai người đang nói chuyện trong phòng đó con ạ. Tôi có hơi buồn một chút, nhưng nỗi buồn đó chưa đủ lấn át lý trí tôi. Tôi cười nhìn mẹ. Việc đó đâu liên quan gì tới con ạ. Việc riêng tư của người ta, mẹ đừng tham gia vào làm gì. Mẹ đi làm việc đi ạ. Mẹ tôi giãy nảy lên. Cái con bé này, rõ ràng là dạo này con và cậu Hải hay đi chơi cùng nhau mà. Mẹ thấy mọi người đồn là con và cậu Hải yêu nhau mà. Đó chỉ là lời đồn thôi mẹ à. Thôi mẹ đi làm việc đi, cứ đứng thập thò thế này không hay chút nào đâu ạ. Nhưng mà tôi phải gắt lên thì mẹ tôi mới đi làm việc. Nhiều lúc bà cứ quan trọng hóa vấn đề lên, khiến mọi chuyện rối tinh lên. Đối với tôi thì 30 chưa phải là Tết, nên tôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì cả. Thấy chị Sam và anh Hải
vẫn đang nói chuyện trong phòng, nên tôi ôm tập tài liệu ra phòng khách ngồi đợi, vì tôi không muốn sự có mặt của tôi làm cho câu chuyện của hai người bị gián đoạn. Chị Sam khóc sưng cả mắt, năn nỉ hết nước hết cái, nhưng anh Hải vẫn từ chối không quay lại nữa. Chị Sam tức lắm, chị lặng lẽ ra về, đi qua phòng khách thấy tôi ngồi ở đó, chị liền xông vào. Này con kia! Thấy chị Sam mất lịch sự quá, nên tôi không thèm ý kiến gì, tôi dở tập tài liệu ra xem. Thì chị ấy xông vào, giằng tập tài liệu của tôi và ném xuống đất. Còn đĩ, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày bỏ ngay cái kiểu khinh thường người khác ấy đi. Tôi mới ngẩng mặt lên từ tốn nói, thưa chị, là tôi có tên có tuổi đàng hoàng, chị gọi con kia. Con kia là con nào vậy chị? Tao đang gọi mày đấy, mày nghĩ mày đồ tốt đẹp để tao gọi mày tử tế ư? Mày không xứng đáng để tao gọi tên mày, hiểu chưa con đĩ? Tôi nhếch mép cười, chị đang chứng tỏ bản thân mình là một người vô học đúng không? Chị Sam gào lên, à, con đĩ, mày cướp anh Hải của tao, giờ mày còn chửi tao là vô học ư? Còn khốn nạn, hôm nay tao đánh chết mày. Tôi điền quá mới đứng dậy thách thức chị Sam. Đây, chị giỏi thì chị đánh đi, có ngon thì xông vào mà ăn vã đi. Chị Sam tức ói máu, xông vào định túm tóc tôi, nhưng chị ta chưa đủ trình để chơi với tôi đâu. Tôi xoay người rồi ngáng chân chị ta, khiến cho chị ta ngã dập mặt xuống. Rồi tôi tiện chân đạp cho chị ta, mới phát vào đầu khiến cho chị ta choáng đầu, mắt trợn lòi ra. Chị ta đứng dậy, người lảo đảo, mồm vẫn gào lên, tao đánh chết mày. Tôi mới túm tóc chị ta và giật ngược lại, và tát chị ta liên tiếp chục phát liền. Đang cơn điên nổi lên nên tôi tát chị ta không thương tiếc. May cho chị ta là mấy anh làm cùng đi qua thấy thế vào can ngăn, nên chị ta mới bỏ chạy được. Không thì hôm nay chị ta chết sấp mặt với tôi rồi. Chị ta bỏ chạy nhưng vẫn quay lại nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Nhưng tôi không sợ chị ta đâu. Lúc vào phòng làm việc, Hải biết việc tôi đánh chị Sam, nhưng anh không hề nói gì tôi cả. Anh cứ ngồi nhìn tôi cười tủm tỉm. Cười cái gì? Hải tiến lại gần tôi và nói nhỏ, em đang ghen đấy à? Sao anh hỏi thế? Thì vì em ghen nên em mới đánh Sam như thế. Anh nói có đúng không nào? Tôi vỗ vào đầu anh ta một cái rồi nói, vì chị ta không tôn trọng em, và vì chị ta lao vào đánh em trước, nên em mới điên lên và đánh chị ta như vậy, chứ không phải vì ghen nhé. Ghen thì nói là ghen, lại còn chối à? Tôi bực quá cau mày lại. Nhìn Hải thì anh ta cúi xuống hôn vào má tôi chụp một cái rõ to, khiến cho cả phòng ồ lên. Tôi ngại quá, không biết để mặt vào đâu. Còn Hải thì cứ thản nhiên như chúng tôi đã chính thức hẹn hò vậy, mà thực tế thì tôi đã nhận lời anh ta đâu nhỉ. Hết giờ làm, mẹ chờ tôi ở cổng. Mẹ vỗ tay hoan hô khi nhìn thấy tôi. Con gái mẹ hôm nay giỏi quá, mẹ rất tự hào về con đấy con gái ạ. Đấy, con cứ phải thế thì nó mới biết sợ và chừa cái mặt con ra. Mà cái con đấy trơ trẽn thật đấy, công khai theo người khác, giờ lại mò về năn nỉ ỉ ôi người ta quay lại, không biết là cái loại người gì nữa. Tôi thở dài, đó là việc của người ta mà mẹ. Mẹ tham gia vào làm gì cho mệt người. Thôi mình về thôi mẹ à. Mẹ tôi vừa đi vừa lại nhải vang hết cả đầu. Tôi phải lấy tai nghe ra, mở nhạc để nghe và để át đi tiếng mẹ tôi nói. Sao mẹ tôi lại nói nhiều thế không biết nữa. Tôi đang ngồi chơi với cu Bon thì mẹ tôi vào ngồi nói chuyện với tôi. Mẹ tôi hỏi dò, mẹ thấy cậu Hải thích con thật lòng đấy, sao mẹ thấy con dửng dưng với cậu ấy vậy? Hay cậu ấy có điểm gì khiến con không hài lòng vậy con? Tôi thở dài nói, vì con thấy con không xứng đáng với anh Hải mẹ. Anh ấy là người tốt nên con thật sự không muốn lừa dối anh ấy đâu. Mẹ tôi giãy nảy lên, sao con lại tự hạ thấp bản thân mình như thế hả con? Con cũng xứng đáng được hạnh phúc mà. Mẹ à, con nghĩ con có thể giấu anh ấy được mọi chuyện sao? Chuyện con đã có một đứa con là cu Bon đó, làm sao con có thể coi cu Bon là em trai mình được, trong khi nó là con ruột của con hả mẹ? Mẹ sẽ giúp con giấu chuyện đó, chỉ cần con không nói thì bí mật này sẽ không ai có thể biết được. Con phải tin lời mẹ, con có hiểu không à? Tôi lắc đầu. Mẹ nghĩ đơn giản quá rồi mẹ. Rồi trên cơ thể con đã có nhiều sự thay đổi trong lần sinh nở đó, con sẽ ăn nói thế nào với Hải đây? Vậy nên con muốn mẹ hãy nói đúng sự thật và đừng nói dối Hải nữa được không mẹ? Vậy thì cưới đi,
cưới xong rồi hãy nói. Lúc đó chuyện đã xong rồi. Hải yêu con, sẽ bỏ qua cho con hết thôi con ạ. Tôi bực quá gắt lên. Mẹ điên thật rồi. Con không muốn để mọi chuyện đi xa thế đâu. Nên mẹ đừng có xen vào chuyện của con như vậy nữa. Con xin mẹ đấy. Mẹ tôi thấy tôi cáu gắt rồi, bà liền hỏi. Thôi thôi, mẹ không nói nữa. Con bình tĩnh lại đi nhé, mẹ ra ngoài đây. Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi sẽ nói hết sự thật với Hải. Có lẽ khi nói hết sự thật tôi mới thấy nhẹ lòng hơn. Tối nay Hải đến nhà tôi, chơi với bó hoa hồng trên tay. Mẹ tôi ra mở cửa cho Hải, bà rất vui mừng. Hải đấy à, cái Yên đang mong cháu lắm đấy. Hải tươi cười. Dạ, cô ấy mong cháu thật không ạ? Thật mà, hình như con bé có vẻ lo lắng điều gì đó. Không biết là có chuyện gì nữa. Hải cảm thấy vui vui. Chắc hôm nay thấy Sam tới tìm cháu nên cô ấy lại suy nghĩ linh tinh đấy mà. Mẹ tôi liền nói. Cái Sam nó trơ trẽn thật đấy. Cái kiểu nó là nó muốn có cả hai đấy. Nó chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đi ai cả. Kiểu bắt cá hai tay đó, đúng là không thể chấp nhận nổi. Hải gật đầu. Cháu hiểu mà. Giờ tình cảm của cháu đã dành cho người khác rồi. Giờ cháu chỉ coi Sam như một người bạn thôi à? Mẹ tôi gật đầu hài lòng. Cháu nói vậy thì cô yên tâm rồi. Cô tin tưởng cháu. Hải ngồi đợi ở phòng khách. Tôi thì vẫn còn chần chừ, chưa biết phải làm thế nào. Thì mẹ tôi vào gọi. An Yên ơi, sao con lâu thế? Cậu Hải đang chờ con kìa. Tôi ngồi lì ra đó, không trả lời mẹ. Mẹ tôi lại giục. Đi ra đi con. Sao con cứ ngồi lì ra đó thế hả con? Tôi ngập ngừng. Theo mẹ con phải làm gì bây giờ ạ? Mẹ tôi nịnh. Cậu Hải là người tốt, lại thương con thật lòng. Mẹ nghĩ là con nên thay đổi cách suy nghĩ đi con ạ. Tôi gật đầu. Vâng, con hiểu rồi. Mẹ đi ra đi. Con thay quần áo xong rồi con ra. Mẹ tôi cũng gật đầu hài lòng. Ừ, thế mẹ ra luôn đây. Tôi thay quần áo, tôi thêm một chút son rồi đi ra ngoài gặp Hải. Hải thấy tôi ra, anh đứng dậy đưa cho tôi một bó hoa. Anh tặng em, công chúa của anh. Tôi cười nhẹ nhàng nói. Bình đi uống rượu đi, em muốn uống rượu. Hải ngạc nhiên. Sao tự dưng em lại muốn đi uống rượu thế? Em có tâm sự gì à? Em muốn uống rượu thôi mà, mình đi thôi anh. Hải gật đầu đồng ý. Được, công chúa của anh thích là được mà, mình đi thôi. Tôi và Hải ra xe ô tô. Mẹ tôi ở trong nhà nhìn ra mừng thầm. Đấy, phải thế chứ. Vậy là đúng theo ý của mình rồi. Tôi và Hải ra tới quán rượu. Tôi liền gọi hai chai rượu to ra, khiến Hải ngạc nhiên. Này, em có chuyện gì buồn à? Sao rủ anh đi uống rượu thế hả? Tôi vừa rót rượu vừa cười. Em có tâm sự mà. Nào, cạn với em vài ly đi, để em có động lực tâm sự với anh. Hải bắt đầu thấy lo lắng, anh nghĩ bụng. Cô ấy quyết định từ chối mình thật rồi. Hải uống hết ly rượu rồi nói giọng buồn buồn. Anh đã sẵn sàng tâm lý rồi. Em cứ nói thẳng ra đi, không cần phải áy náy với anh đâu. Tôi uống liền 5 ly rượu mới đủ can đảm để nói. Có phải mẹ em đã nói với anh rất nhiều về em đúng không? Hải gật đầu. Ừ, cũng không nhiều lắm đâu. Thế mẹ em đã nói những gì ạ? Hải gãi đầu rồi thật thà kể lại. Thì mẹ em nói những điều tốt về em. Và mẹ đã kể cho anh nghe về tuổi thơ khổ cực của em. Anh thấy thương em nhiều lắm. Anh thật sự muốn che chở và bù đắp cho em. Tôi cười rất nhạt. Ngoài những chuyện đó thì mẹ em còn kể gì về em nữa không ạ? Hải khẽ lắc đầu. Không, mà sao em lại hỏi anh vậy? Có phải còn chuyện gì về em mà anh không biết đúng không? Tôi uống thêm một ly rượu nữa rồi bình tĩnh nói. Còn rất nhiều anh ạ. Hôm nay em sẽ nói hết với anh. Hải thấy tôi nói vậy, anh bắt đầu thấy hoang mang. Anh nghĩ mãi không ra là chuyện gì về tôi mà anh chưa được biết. Em nói luôn đi, em làm anh lo quá. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hải và nói thật. Mẹ em đã nói dối anh đấy. Thực tế em không phải là một cô gái ngoan đâu. Em từng yêu một người bạn học và bị người đó bỏ rơi khi em mang thai tháng thứ 6. Và cô Bon chính là con trai của em, chứ không phải là em trai như mọi người vẫn nghĩ. Hải không tin tôi. Anh lắc đầu nhìn tôi. Không thể nào. Chính mắt anh thấy mẹ em mang thai mà. Và mẹ em cũng nghỉ thai sản mà. Em đang đùa anh đúng không? Mẹ em vì muốn giấu chuyện em mang thai nên bà đã mang thai giả và đưa em ra ở trọ riêng ở chỗ khác để em dưỡng thai và chờ ngày sinh cu Bon. Và chính mẹ em đã nhận cu Bon là con rể để em làm lại cuộc đời. Em đang nói linh tinh cái gì thế? Anh không tin đâu. Tôi gào lên
khiến tất cả mọi người trong quán phải giật mình quay lại nhìn chúng tôi. Em nói sự thật, anh không tin thì kệ anh. Nhưng em cần phải nói, em không phải là cô gái ngoan, như mẹ em vẫn nói với anh đâu. Anh bị mẹ em lừa rồi đấy, mau tỉnh táo lại đi. Hải ngồi đờ người ra đó, mặt anh sầm xuống không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Tại sao em lại nói sự thật với anh vậy? Vì bây giờ em bắt đầu thương anh rồi, nên em không muốn giấu anh điều gì nữa, anh hiểu chưa? Hải im lặng. Tôi nói xong rồi tôi lại uống rượu tiếp. Hải thấy tôi uống nhiều quá rồi, anh mới ngăn tôi lại. Em đừng uống nữa, uống thế là quá đủ rồi đấy. Giọng tôi lè nhè. Anh cứ kệ em đi. Em muốn uống nữa, rượu hôm nay ngon thật đấy. Em uống say thế, về mẹ mắng đấy. Rồi anh sẽ thấy ngại đấy. Sao anh lại ngại? Để em uống nhiều như vậy thì anh thấy ngại chứ sao? Thôi đi, về thôi. Nói rồi, Hải thanh toán tiền rồi kéo tôi ra xe. Cả đoạn đường về tôi cứ lải nhải suốt. Còn Hải thì không nói gì. Hải còn đang phân vân vì chưa biết phải làm thế nào nữa. Biết chuyện quá khứ của tôi, Hải có buồn, có suy nghĩ. Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Đưa tôi về tới nhà, mẹ tôi đi ra, thấy tôi say quá, bà vội vàng hỏi Hải. Hải ơi, có chuyện gì mà con bé uống say thế hả cháu? À, tại hôm nay bọn cháu hơi quá đà nên cô ấy hơi say ạ. Cô pha cho cô ấy cốc nước chanh hộ cháu nhé. Mẹ tôi nhìn Hải nói, lần sau cháu đừng cho con bé uống rượu nữa nhé. Nó bị đau dạ dày đấy, uống chất cồn vào không ổn đâu. Hải cúi đầu xuống. Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý hơn ạ. Ừ, được rồi, cháu về đi. Mẹ tôi pha cho tôi cốc nước chanh rồi lẩm bẩm, sao con uống nhiều thế hả? Con gái uống rượu trước mặt bạn trai thế thì còn ra thể thống gì nữa hả? Tôi cười nhăn nhở rồi lè nhè nói, lần cuối rồi mẹ ơi, làm gì có lần sau nữa mà mẹ lo ạ. Lần cuối là thế nào vậy? Ý con là gì? Tôi nhìn mẹ âu yếm. À thì con đã kể hết sự thật cho anh ấy biết rồi. Từ nay về sau con làm gì còn cơ hội được uống rượu với anh ấy nữa đâu mà mẹ lo. Mẹ tôi trố mắt lên. Con đã nói hết ra rồi sao? Vâng. Mẹ tôi gắt lên. Con bị điên à? Người ta thì giấu đi không được, còn con thì lại kể hết ra. Con nghĩ gì mà con kể hết ra thế hả? Tôi lẩm bẩm. Giờ con không muốn giấu ai nữa mẹ. Nói ra hết con thấy nhẹ lòng rồi. Tôi chưa nói hết câu, mẹ tôi đã tát vào mặt tôi một phát đau điếng. Mẹ tôi rít lên. Cái con ngu này, cho ăn lắm vào rồi uổng công tao rồi. Mẹ tôi tát vào mặt tôi mạnh lắm. Nhưng vì tôi say rượu quá rồi nên tôi nằm đó không mở nổi mắt nữa. Tôi ngủ một mạch luôn. Mẹ tôi thì cả đêm đó bà mất ngủ. Bà cứ đi ra đi vào hết lườm lại nguyết tôi. Tôi ngủ mà cũng không yên với bà nữa. 7 giờ sáng mẹ tôi gọi tôi dậy. Dậy đi, 7 giờ rồi đấy, không dậy đi làm hả? Tôi vẫn nằm im thiên thít không cựa quậy. Mẹ tôi bực quá, bà ra lấy khăn mặt ướt lau lau vào mặt tôi. Thì tôi mới tỉnh, tôi mở mắt ra nhăn nhó. Mẹ cho con ngủ thêm đi, gọi con dậy làm gì bây giờ chứ? Mẹ tôi hét lên, làm cho tôi giật mình. Không dậy đi làm đi, chờ đến bao giờ nữa hả? Con nghỉ việc rồi, nên mẹ để con ngủ tới trưa nhé. Mẹ tôi trợn trừng mắt lên. Cái gì? Con nghỉ việc rồi á? Sao mà nghỉ? Thì con thấy công việc không phù hợp thì con nghỉ thôi. Con ở nhà vài hôm rồi con đi tìm việc khác. Mẹ đi làm đi không muộn. Thế là mẹ tôi bù lu bù loa lên. Nói chán mỏi mồm, bà quay ra khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi thấy mẹ khóc tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà vì sợ anh Hải khó xử nên tôi đã viết sẵn đơn nghỉ việc rồi. Tôi không biết tôi làm vậy có đúng không, nhưng tôi lại thấy rất thoải mái vì được sống theo ý của mình chứ không phải sống theo ý của mẹ tôi nữa. Có lẽ như vậy cuộc đời sẽ mở ra cho tôi một cánh cửa mới. Cánh cửa ấy sẽ không có sự lừa dối nhau. Như vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mẹ tôi khóc chán chê rồi, bà cũng đứng dậy đi làm. Tới công ty, bà đang rất buồn lòng về chuyện tôi nghỉ việc thì bà lại gặp mặt chị Sam. Thấy chị Sam đang đi tới, bà liền quay mặt đi chỗ khác. Thì chị Sam đã nhìn thấy bà và cất tiếng gọi, chào cô Nguyệt. Mẹ tôi biết không thể tránh được nữa nên bà quay lại nói, cô Sam đấy à? Sam nhìn mẹ tôi mỉa mai, sao nhìn thấy tôi cô lại vội quay mặt đi thế? Cô thấy xấu hổ với tôi à? Cô nói vậy là sao?
Sao tôi lại phải xấu hổ với cô Sam chứ? Cô nói nghe buồn cười quá đấy cô Sam à. Sam cười giọng mỉa mai. Tôi đã từng nói với cô là con gái cô không có cửa đâu, mà cô còn xà mồm nói tôi. Giờ thì sao nào? Con gái cô đã tự biết thân biết phận mà xin thôi việc đó thôi. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son à? Đúng là hoang đường mà. Mẹ tôi nắm chặt bàn tay lại. Cô im mồm vào đi, cô biết gì mà nói hả? Sam lại càng vênh mặt lên. Sao tôi nói không đúng à? Nếu tôi nói không đúng thì việc gì mà con gái cô phải xin nghỉ việc chứ? Nó có lý do của nó. Cô đừng nói cái giọng khó nghe đó nữa. Sam bật cười. Ngay tới bản thân cô còn ham giàu, và chính cô là người luôn tìm cách để vun vén con gái cô với anh Hải đó thôi. Nhưng cô lại quên mất một điều rất quan trọng, đó là nồi nào úp vung nấy. Những người nghèo khổ như cô chỉ hợp với những người nghèo khổ thôi cô ạ. Đừng ảo tưởng những điều xa vời như vậy chứ. Mẹ tôi nghiến răng. Cô đẹp người mà tính nết cô xấu chó như thế à? Cô nói con tôi không xứng thì bản thân cô có xứng không hả? Cô là loại đĩ ngựa, loại ba phải khốn kiếp Sam ạ. Mẹ tôi và Sam cãi nhau một trận nảy lửa, rồi cả hai xông vào đấm đá nhau tối bụi. Tới lúc bảo vệ can thiệp và lôi cổ cả hai ra ngoài thì cuộc ẩu đả mới dừng lại được. Tôi nằm ngủ một mạch tới tận trưa mới tỉnh lại. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa rồi. Tôi khát nước quá, tôi mới dậy uống nước. Thì tôi thấy mẹ tôi vừa về tới sân, tôi mới giật mình. Đã 5 giờ chiều rồi ạ. Mẹ đã về rồi ạ. Mẹ tôi dắt xe vào lầu bầu. Mới 12 giờ trưa thôi, con bị hoa mắt à? Tôi gãi đầu. Thế sao mẹ lại về giờ này ạ? Mẹ tôi vào nhà rót cốc nước uống một hơi rồi nói. Sáng nay mẹ đến gặp con Sam, nó cứ đá đều mẹ, xỉa sói mẹ con mình, nên mẹ đánh cho nó một trận rồi xin nghỉ việc luôn rồi. Tôi đang uống nước, nghe mẹ tôi nói tôi ho sặc sụa. Tôi lắp bắp. Mẹ đang đùa con đấy à? Mẹ tôi lườm. Tao đùa mày làm gì? Tao lại vả cho vỡ mặt bây giờ. Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của mẹ tôi. Tôi uống cốc nước lạnh cho tỉnh táo hẳn, tôi mới vào hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ bị đuổi việc à? Mẹ tôi lở mắt. Mẹ tự xin nghỉ, chứ mẹ có làm sai gì đâu mà bị đuổi. Tôi gãi đầu mặt ngây ngô. Con vẫn không thể tin được chuyện này ạ. Hay là sáng nay đi làm một mình, không có con nên mẹ bị trúng gió lạ rồi hả mẹ? Mẹ tôi thở dài. Có lẽ là con nói đúng. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Bao nhiêu lâu nay mẹ lúc nào cũng sống trong toan tính rồi. Từ bây giờ mẹ không phải đau đầu để suy nghĩ phải làm thế nào nữa. Mẹ thấy nhẹ lòng hơn rồi con ạ. Con xin lỗi mẹ. Tất cả là do con không tốt nên mẹ đã phải khổ nhiều vì con. Mẹ cũng xin lỗi con. Vì mẹ mà bao lâu nay con đã phải suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ ôm tôi vào lòng. Lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên như thế. Do bận công việc nên hai ngày sau Hải mới tới khách sạn. Thấy tờ đơn của tôi, anh lập tức gọi điện cho tôi. Nhưng tôi không nghe máy. Anh đang ngồi làm việc thì Sam bước vào. Anh? Hải không thèm trả lời, nhưng Sam vẫn lại ôm cổ anh nũng nịu. Mấy hôm nay anh đi đâu thế? Em đến tìm anh mà không thấy anh ở đây. Hải gạt tay Sam ra và nói. Có chuyện gì vậy? Em nhớ anh, em muốn gặp anh mà. Hải đang bực trong người liền gắt lên. Đây là phòng làm việc của anh, chứ không phải cái chợ. Mà em thích đến thì đến, thích đi thì đi nhé. Nếu không còn việc gì khác thì em đi về đi, anh còn bận làm việc. Sam sầm mặt xuống. Anh bị sao thế? Rõ ràng anh và con bé An Yên kia kết thúc rồi mà. Nó cũng đã nghỉ việc rồi, sao anh còn gắt gỏng với em chứ? Thế theo em anh nên làm sao? Thì anh phải vui vẻ và quay về bên em, và chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày xưa. Hải cười. Em điên thật rồi. Bát nước hất đi rồi, em có lấy lại được không? Tình cảm của anh dành cho em hết rồi, nên chúng ta không thể quay lại được nữa. Em hãy về đi, để anh tôn trọng em một chút, em có hiểu không hả? Sam có năn nỉ thế nào thì Hải cũng không quay lại nữa. Anh bỏ mặc Sam ngồi đó khóc ăn vạ. Anh đứng dậy và đi ra ngoài. Sam không ăn vạ được ai nữa nên cô bỏ về với người bạn trai mới của mình. Rõ ràng là cô ấy đang công khai người yêu mới, nhưng cô vẫn thấy luyến tiếc khi mất Hải.
cô muốn có cả hai người đàn ông bên cạnh mới tham lam chứ. Và tình yêu của cô chắc có bền lâu. Ở nhà 2 ngày rồi, tôi bắt đầu thấy chán và muốn ra ngoài chơi và mua một ít đồ ăn vặt. Tôi ra ngoài gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi mới vừa về tới cổng, tôi đã thấy ô tô của Hải đỗ chỉnh ảnh trước cổng nhà tôi rồi. Tôi thấy vui vui khi thấy anh ấy tới nhà. Tôi đang định chạy vào thì tôi chợt nghĩ, hay là mẹ tôi lại nói gì với Hải để anh thương hại tôi rồi. Tôi sầm mặt xuống và hầm hầm đi vào. Mẹ, ra đây con bảo. Hải bế cu Bon đi ra, nhìn tôi cười hớn hở. Em đã về đấy à? Hai bố con anh chờ em mãi. Tôi gắt lên. Mẹ em đâu rồi hả? Mẹ tôi đang nấu cơm ở trong thò cổ ra. Mẹ đây. Làm sao mà đi mua đồ về nó lại nổi giận thế nhỉ? Tôi gắt lên. Mẹ lại làm gì sau lưng con rồi hả? Con đã bảo là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên rồi cơ mà. Mẹ tôi vội vàng giải thích. Ấy ấy, lần này mẹ không hề tham dự vào chuyện riêng của con nhé. Là cậu Hải tự tìm đến con mà. Cậu ấy nói hôm nay ở lại đây ăn cơm nên mẹ mới đi nấu cơm, chứ mẹ không liên quan nha. Con đừng có nhìn mẹ với ánh mắt đấy chứ. Tôi gầm gừ. Mẹ lại tính nói dối con nữa đúng không? Hải đứng sau kéo tay tôi. Không phải mẹ nói gì anh đâu, mà anh, tự anh tới đây đấy. Em đừng nổi giận nữa được không? Tôi quay ra lờ mắt nhìn Hải. Anh tới đây làm gì? Dựng xe thì cũng phải nhìn chứ. Anh để xe giữa cổng nhà thế thì ai đi vào được hả? Hải thản nhiên nói. Anh thấy em vẫn vào nhà bình thường đó thôi. Bình thường cái con khỉ ấy. Em phải trèo qua đầu xe của anh để vào nhà đấy. Không còn gì để nói với anh nữa rồi. Hải vênh mặt lên rồi vuốt vuốt tóc mái. Phải để như thế mới không cho thằng nào vào nhà em được chứ. Để chúng nó vào tán mất em của anh à? Anh tuyên bố từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em. Thằng nào le ve tới đây anh đập chết nó. Tôi vừa tức lại vừa buồn cười. Hải thì cứ pha trò để tôi cười, nên tôi đã không còn giận Hải nữa. Ngày hôm sau, Hải đã thuyết phục được mẹ và tôi đi làm trở lại. Anh công khai với tất cả mọi người là anh đang theo đuổi tôi. Mọi người biết chuyện, ai cũng ủng hộ và mong tôi cùng anh thành đôi. Nhưng tôi chưa nhận lời. Tôi muốn có thêm thời gian để thử thách tình yêu của Hải, để xem tình yêu của anh đủ lớn để che chở cho tôi và cô Bon cả đời không. Bây giờ anh đang theo đuổi tôi, anh coi tôi như một nàng công chúa nhỏ vậy. Thế nên trước khi nhận lời làm vợ anh thì tôi muốn được làm công chúa của anh lâu hơn một chút nữa. Mẹ tôi cũng không còn toan tính tham vọng nữa. Bà bằng lòng chấp nhận với công việc hiện tại của bà. Sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy thương bà nhiều hơn. Cả đời bà vất vả chỉ để lo cho tôi có một cuộc sống tốt. Mẹ tôi đáng thương hơn đáng trách, phải không mọi người? Các bạn thân mến, các bạn đã vừa lắng nghe xong một câu chuyện ngôn tình. Và để không bỏ lỡ được các câu chuyện ngôn tình tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Góc Chuyện Audio, mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh phát sóng chuyện mới. Cũng đừng quên like và chia sẻ video chuyện, để lại những ý kiến cảm xúc của các bạn ở ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho ban biên tập của kênh Góc Chuyện Audio. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một đêm thật là ngon giấc.